Cô chào các em, chào mừng các em quay trở lại với trang lời giải hay.com. Hôm nay cô và các em sẽ đi nghiên cứu về nội dung lý thuyết và các câu hỏi bài tập của bài 13 Hydrocarbon không no trong sách giáo khoa hóa học lớp 11 Cánh Diều. Trong bài này thì các em cần phải nắm được 7 mục tiêu chính. Đó, người ta có nêu ở trong cái khung này. Đây là những cái mục tiêu liên quan đến hai hydrocarbon không no mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu ngày hôm nay. Đó là alken và alkin. Đó, tất cả những cái đặc điểm về cái khái niệm này, danh pháp này, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học, ứng dụng điều chế, vân vân. Đấy, sau khi mà học xong bài này, các em cần phải nắm được những mục tiêu này. Câu hỏi mở đầu của bài: cho các hydrocarbon sau, ethan có công thức cấu tạo như này, ethen có công thức cấu tạo như này, và ethin có công thức cấu tạo như này. Trong các chất trên, chất nào là hydrocarbon no và chất nào là hydrocarbon không no? Thì ở cái câu này các em nhớ cho cô này, những cái hydrocarbon mà no ấy là những hydrocarbon nó chỉ chứa các liên kết đơn ở trong phân tử thôi. Còn hydrocarbon mà không no thì nó sẽ chứa các liên kết bội, ví dụ như liên kết đôi hoặc liên kết ba. Vậy thì như vậy chúng ta có thể trả lời được câu này rồi đúng không? Rồi, trả lời như sau. Hydrocarbon không no. No trước đi. No. Thì trong phân tử chỉ có liên kết đơn. Hydrocarbon no chỉ chứa liên kết đơn trong phân tử. Và chính là cái chất CH3 đối với CH3 ethan đúng không? Còn hydrocarbon không no thì nó sẽ chứa liên kết bội đúng không? Đấy, chứa liên kết bội, có thể là liên kết đôi hoặc là liên kết ba trong phân tử. Và trong cái trường hợp này, cô ghi đây là hai ý cho dễ nhé. Trong trường hợp này thì chúng ta có CH2 nối đôi CH2 và CH nối 3 với CH là hai hydrocarbon không no. CH2 nối đôi CH2 và CH nối 3 với CH. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 1 La Mã là khái niệm, đồng phân và danh pháp. Thì ở đây trong phần 1 này chúng ta sẽ đi nghiên cứu về alken và alkin. Thứ nhất là phần khái niệm. Một nhỏ. Khái niệm. Đó, alken là gì và alkin là gì? Thì thứ nhất, alken của cô, nó là hydrocarbon không no và mạch hở. Trong phân tử nó sẽ có một liên kết đôi C nối đôi C. Hydrocarbon, cô viết tắt nhé, không no, mạch hở và có một liên kết đôi C nối đôi C. Công thức chung của alken, công thức tổng quát của dãy đồng đẳng alken là CnH2n. Điều kiện ở đây là n lớn hơn hoặc bằng 2 và n là một số nguyên. Đó. Thứ hai, đó là alkin. Alkin thì được định nghĩa là các hydrocarbon không no, mạch hở và trong phân tử sẽ có một liên kết 3. Công thức chung của nó là CnH2n trừ 2. Đầu tiên nó sẽ là một hydrocarbon không no, cũng giống như alken đúng không? Và mạch hở. Tuy nhiên, trong phân tử của nó sẽ chứa một liên kết 3 C nối 3 với C. Công thức tổng quát của dãy alkin là CnH2n trừ 2. Điều kiện n lớn hơn hoặc bằng 2 và n cũng là một số nguyên. Chú ý cho cô nhé, chú ý cho cô hai cái công thức cấu tạo, à cô xin lỗi, hai công thức tổng quát của dãy đồng đẳng, về sau mình sẽ dùng rất là nhiều. Khi mà chúng ta thay giá trị n bằng 2, 3, 4 vân vân thì chúng ta sẽ được những công thức phân tử alken và alkin tương ứng.
nhá. Ở bên dưới này thì người ta có cho các bạn cái hình 13.1 và 13.2. Ở đây là cái mô hình quả cầu thanh nối và cái mô hình đặc của các cái phân tử ethen và ethyl. Thì các bạn có thể tham khảo ở đây cho cô. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi số 1. Trong câu hỏi số 1, người ta yêu cầu là cho các cái công thức cấu tạo của các chất dưới đây. Ở đây người ta cho công thức cấu tạo dạng khung phân tử. Đúng chưa? Phần A là người ta yêu cầu viết công thức phân tử của các cái chất trên. B là cho biết trong các chất trên chất nào là hydrocarbon không no, chất nào là alken, chất nào là ankin. Thế thì ở đây cô sẽ vẽ lại cái công thức khung phân tử của bốn cái chất này và từ đó cô sẽ suy ra công thức phân tử của các chất này nhé. Ở đây cô có các cái công thức khung phân tử cô viết lại như này, các em có thể nhìn thấy. Thế thì bây giờ để mà chuyển sang công thức phân tử thì cô sẽ viết những cái đỉnh C và nguyên tử H ở trong cái công thức khung phân tử này ra để các em dễ hình dung nhá. Thì có phải chỗ này của cô là mỗi đỉnh là một C đúng không? Đúng không? Và mỗi cái gạch nối này của cô là một liên kết đơn. Vậy thì ở đây C của cô mỗi C sẽ còn thiếu 2H nữa. Đó. Vậy thì tổng tổng lại thì mình có bao nhiêu nhỉ? Mình có tất cả là suy ra công thức phân tử. Mình có tất cả là mấy nhỉ? À, 5C đúng không? C5. H của mình có bao nhiêu? 2 nhân 5 là 10. Ở đây chất thứ hai của cô thì mỗi cái đầu này của cô sẽ là một carbon đúng không? Đây là một C này, đây là một C, một C, một C và một C. Đó, ở đây C của cô có hai liên kết rồi, vậy ở đây của cô là CH2. C ở đây có 3, à có 4 liên kết rồi đấy, 1, 2, 3, 4, đúng chưa? C này của cô thì có 3, 1, 2, 3, vậy thì thiếu 1H. C này thiếu 2H, còn C này thì thiếu 3H. Đúng không? Vậy thì khi mà mình suy sang công thức phân tử thì có phải đây sẽ là C5H mấy nhá? 2 này, 3 này là 5, 5 với 3 là 8. Chất bên dưới của chúng ta thì mỗi cái đỉnh này cũng là 1C, 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 1C và 1C. C đầu tiên này của chúng ta có một liên kết, vậy nó còn thiếu 3H nữa. C này của chúng ta đủ 4 liên kết rồi, 1, 2, 3, 4, đủ hóa trị nhé. C này thì đang thiếu 1H nữa. C này thiếu 3H. C này cũng thiếu 3H. Vậy tổng lại chúng ta có công thức phân tử là cũng là C5 đúng không? H mấy nhỉ các em? 1 3 với 3 là 6, 6 với 4 là 10. C5H10. Ok chưa? Tiếp tục cái chất bên dưới của cô thì mỗi cái này của cô cũng là một C đúng không? Đấy. Thì chả nhẽ có 4C à? À không phải. Cái đoạn này của cô thực ra là cái đoạn này này. Cái khớp này của cô nó là 1C nữa đấy. Nhưng người ta viết thẳng thôi nhá. Chỗ này của cô là 1C nữa đấy. Hình dung không? Đó. Cho nên là công thức phân tử của chúng ta như sau. Đây chỗ này là 1C nữa. Công thức phân tử 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Vẫn là C5. H mấy nhỉ? Bây giờ điền H nhé. Có một liên kết rồi, thiếu 3H nữa. Ở đây có một liên kết, thiếu 3H nữa. C này đang có 3 liên kết, vậy thiếu 1H nữa. C này của cô thì sao nhỉ? À, C này của cô có đủ rồi. 1, 2, 3 và 4, đúng chưa? Đủ rồi. C này của cô đang thiếu 1H. Vậy tổng của chúng ta là có 8H, C5H8. À, chất nào hydrocarbon không no? À, cứ có liên kết bội thì nó sẽ là hydrocarbon không no, đúng không? Đây. Ba cái chất này sẽ là hydrocarbon không no. Đúng chưa? Đó. Ở đây chúng ta có câu B. Hydrocarbon không no là gồm có 2, 3 và 4. Chất nào là alken, chất nào là ankin? Alken này. Alken của chúng ta là những hydrocarbon không no có một liên kết đôi, đúng không? Có một liên kết đôi thôi. Vậy thì alken của chúng ta là chất thứ ba, đây có một liên kết đôi. Cái chất thứ hai của chúng ta có liên kết đôi nhưng mà là hai liên kết đôi thì đây không gọi là alken.
Đây là một chất khác các em ạ, nhá. Chỉ có chất thứ hai thôi. Cái thứ hai đó là ankin. Chất nào là ankin nhỉ? Ankin là các hydrocarbon không no và có một liên kết 3 trong phân tử. Đây thì nó là chất số 4. Xong chưa nhỉ? Xong câu 1 nha. Giờ chúng ta đi trả lời câu hỏi luyện tập số 1. Từ hình 13.1 và 13.2, hãy mô tả dạng hình học của các phân tử ethen và ethyl. Đây, 13.1 và 13.2. Thứ nhất này là dạng hình học của phân tử ethen trước. Chúng ta thấy là hai nguyên tử C của mình, đúng không? Nó mang liên kết đôi, đây, liên kết đôi đây. Và bốn nguyên tử H của mình thì nó cùng nằm trên một mặt phẳng phân tử. Được chưa nào? Chúng ta ghi nhá. Hai nguyên tử C mang một liên kết đôi. Và bốn nguyên tử H thì đều nằm trên cùng một mặt phẳng phân tử. Một mặt phẳng phân tử. Còn dạng hình học của ethyl, dạng hình học của ethyl thì ta thấy là hai nguyên tử C của chúng ta mang một liên kết 3, đúng không? Và hai nguyên tử H liên kết trực tiếp với chúng cũng nằm trên cùng một đường thẳng. Hai nguyên tử C mang liên kết 3. Và hai nguyên tử H liên kết với chúng liên kết trực tiếp với chúng nằm trên cùng một đường thẳng. Vậy là chúng ta đã trả lời xong câu hỏi luyện tập số 1. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 nhỏ, nghiên cứu về đồng phân. Ở trong phần đồng phân thì các em nhớ anken và ankin nó chỉ có hai loại đồng phân thôi. Đó là đồng phân mạch carbon và đồng phân vị trí của liên kết bộ. Nhưng mà hầu như là đồng phân các cái loại đồng phân này thì nó sẽ xuất hiện từ C4 trở đi nhá. Rồi thì mình sẽ ghi như sau. Anken và ankin được có đồng phân được cấu tạo, có đồng phân cấu tạo gồm đồng phân về mạch carbon và đồng phân về vị trí liên kết bộ. Nếu là anken thì sẽ là đồng phân vị trí liên kết đôi, còn ankin sẽ là đồng phân vị trí liên kết ba các em nhá. Ngoài ra thì anken của chúng ta có thêm một cái loại đồng phân khác, đó là đồng phân hình học. Đấy. Anken có thể có đồng phân hình học. Ở đây thì người ta có đưa ra cái ví dụ với đồng phân hình học, thì các em cần quan sát bên dưới. Đồng phân hình học là mỗi nguyên tử carbon ở liên kết đôi nó liên kết với các cái nguyên tử hoặc là nhóm nguyên tử khác nhau. Đấy, và nó tạo ra hai cái đồng phân cis và trans. Đấy, đồng phân cis tức là cái mạch chính của mình nó nằm về một phía của liên kết đôi. Còn đồng phân trans là có mạch chính nằm về hai phía khác nhau của liên kết đôi. Đây, các em có thể nhìn thấy. Hình A của chúng ta là đồng phân cis. Đây, mạch chính nằm về cùng một mặt phẳng. Đúng không? Một phía đấy.
Còn đây là đồng phân trang, tức là đây mạch chính của chúng ta đây. Nó nằm về hai phía của liên kết đôi. Tức là cái điều kiện của cái đồng phân hình học, đầu tiên nó phải chứa liên kết đôi đã các em ạ. Đây này, phải có cầu nối đôi đã. Cái thứ hai nữa là hai cái nhóm nguyên tử hoặc là nguyên tử liên kết với một carbon nối đôi đây này, nó phải khác nhau. Nếu như hai cái nhóm này giống nhau, ví dụ như cùng hai nhóm CH3 liên kết với một cái C này, thì chúng ta sẽ không 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 xét đấy là đồng phân hình học được nhá, hình đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi số 2 và câu hỏi số 3 bên dưới. Câu hỏi số 2 là viết công thức cấu tạo của các alken có công thức phân tử là C4H8. Trong các chất này thì những chất nào là đồng phân mạch carbon, những chất nào là đồng phân vị trí liên kết đôi của nhau? Thì đầu tiên chúng ta cứ viết các đồng phân ra trước, sau đó mình sẽ xét sau, được không? Đấy, các đồng phân. Alken của có công thức đi. Có công thức phân tử C4H8. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là alken phải có một liên kết đôi trong phân tử, đúng không? Mình cứ viết mạch thẳng ra trước nhá. Mạch thẳng của chúng ta là có 4 carbon. Nối đôi có thể nằm ở đây, đúng không? Thì đây là CH2, CH, CH2, CH3. Đó, đây là một nhá. Hoặc nối đôi của cô có thể di chuyển vào đây thì chúng ta sẽ có đồng phân thứ hai. Đây, được chưa? Điền H nhá, đây là H3 này. Đây là H và H3. Bây giờ cô bể xuống nhánh đi. Được chưa? Hết vị trí liên kết bội rồi. Nếu mà các em chuyển liên kết đôi sang bên này thì nó sẽ bị trùng với cái chất đầu tiên rồi đấy. Đúng chưa? Rồi bể xuống nhánh nhá, thì mạch chính của cô chỉ còn 3 carbon thôi. Thì nhánh cô chỉ có một vị trí đã bể xuống đây thôi, chẳng còn vị trí nào nữa. Thì liên kết đôi của cô cũng chỉ có một vị trí đặt vào đây thôi. Bởi vì nếu như đặt vào đây hay là đặt vào đây thì nó cũng sẽ bị trùng, bởi vì cái công thức này nó đang đối xứng. Bây giờ cô điền H nhé, H2 này. Ở đây C của cô cũng đủ 4 hóa trị rồi, mình không điền H nữa. Ở đây lại còn thiếu 3H, đây cũng còn thiếu 3H. Vậy thì mình có 3 cái công thức đồng phân alken, được chưa nào? Thế thì đồng phân nào là đồng phân mạch carbon? À, bây giờ cô ký hiệu nhé. Đây là đồng phân số 1, đồng phân số 2 và đồng phân số 3. Đồng phân mạch carbon tức là đồng phân mạch thẳng hay là mạch nhánh đấy, đúng không? Thì chúng ta thấy là các đồng phân mạch carbon là 1 và 3, đúng chưa? Hoặc là 2 và 3. Đấy. Đồng phân mạch carbon 1 và 3 hoặc là 2 và 3. Đúng chưa? À, thực ra thì chúng ta không xét đến cái cặp 2 3 đâu. Bởi vì các em thấy là cái cặp 2 3 của chúng ta là vị trí liên kết bội nó khác rồi đấy. Đấy, vậy thì chúng ta chốt lại là chỉ có cặp 1 và 3 thôi nhá, là đồng phân mạch C, thì cái liên kết bội của chúng ta là đều ở vị trí số 1. Đấy. Còn đồng phân vị trí liên kết bội này, đồng phân vị trí liên kết bội thì chúng ta sẽ thấy là có cặp cặp 1 và cặp 2 thôi, đúng không? Cặp 1 và 2 thôi. Còn 2 và 3 ấy thì nó đều là, nó vừa là đồng phân mạch C, vừa là đồng phân vị trí liên kết bội rồi, đúng không nào? Đấy. Thì đấy là câu hỏi số 2. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi số 3. Câu số 3 là viết công thức cấu tạo dạng đầy đủ và chỉ rõ đồng phân sheet trans nếu có của mỗi chất sau. Bây giờ mình cứ viết công thức ra trước. Chất A của cô này, chất A của cô cứ một đỉnh này là một C, đúng không? Vậy thì mình có 1, 2, 3, 4, 5, 5C. 1 này, 2 này, 3, 4, 5. Viết liền vào nhau nhé. 1, 2, 3, 4, 5. Trong khi đó hai cái C cuối cùng thì nó liên kết với nhau bằng một liên kết đôi, được chưa? Và đương nhiên còn đâu thì chúng ta điền H vào thôi. C này đang có một liên kết, vậy còn thiếu 3H. C này có hai liên kết, đang còn thiếu 2H.
C này cũng thế. C này của cô đang có 3 liên kết rồi, vậy nó thiếu 1H nữa thôi. Còn C này thì thiếu 2. Ok chưa? Xong nhá. Thế thì ở đây các em sẽ thấy là cái chất này của chúng ta có đông phân hình học không đã? Thì nó mới có đông phân xích chan được, đúng không? Thì các em để ý nhá. Đây, cô viết lại cái này thì các em sẽ dễ nhìn hơn này. Tức là ở đây cái C nổ đôi của cô nó nằm ở đây đúng không? Cái C nổ đôi nằm ở đây. Thế thì các em sẽ thấy là hai cái nguyên tử H cùng liên kết với một C như thế này thì là hai cái nhóm giống nhau rồi, đúng không? Mà mình không được hai cái nhóm giống nhau cùng liên kết với một C nối đôi đâu. Nếu có thì đây không không thể có đồng phân hình học được, đúng không? Bởi vì chất này, vậy thì chất này của chúng ta sẽ không có đồng phân xích chan, được chưa? Không có nhá. Mình sang chất thứ hai, chất B. Chất B của cô này 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbon, trong đó có một carbon là nhánh. Mạch chính của mình là 4 carbon, đúng không? Mạch chính 4 carbon là 1, 2, 3, 4 đây này. 1, 2, 3, 4. Trong đó cái C2 và C3 liên kết với nhau là liên kết đôi. C2 và C3 đây. Nhánh là ở C số 2. Đó. Bây giờ điền H thôi. Ở đây là còn 3H nữa. C này của cô đủ rồi. C này của cô còn thiếu 1H nữa. C này của cô thì còn thiếu 3H nữa. C này còn thiếu 3H nữa. Vậy thì các em nhìn cho cô xem là chất này là có đồng phân xích chan hay không. Thì cái liên kết đôi của cô nó nằm ở đây, đúng không? Thì những cái nhóm thế của cô nó sẽ là, à, cái nhóm thế, cái nhóm mà liên kết với C nối đôi này, đây, đây là một nhóm này, CH3 này, và đây là một nhóm này, cũng là CH3 này. Vậy thì em thấy là hai cái nhóm cùng liên kết với một C nối đôi nó giống nhau. Vậy thì các em thấy là nó có đồng phân hình học được không? Không nhá, không có đồng phân hình học, bỏ qua luôn. Sang chất C. Chất C của cô có mạch chính là 1, 2, 3, 4, 5 carbon. 1, 2, 3, 4, 5. Và ở vị trí carbon số 1, 2, 3, 4, 3 và 4 liên kết với nhau bởi một liên kết đôi. Bây giờ chúng ta điền H còn lại thôi. Đây là còn thiếu 3H nữa. Ở đây của cô còn thiếu 2H. Ở đây còn thiếu 1H. Ở đây còn thiếu 1H. C này còn thiếu 3H. Rồi. Vậy thì chúng ta xét xem có đồng phân hình học không. Cầu nối đôi C ở đây. Thế thì nhóm chức của mình đâu? À, nhóm nhóm thế của mình đâu? Cái C này có hai nhóm thế. Thứ nhất là H, thứ hai là cả cái cụm này các em ạ. Đó. Còn cái C bên này thì nó sẽ có nhóm thế là H và cả cái cụm này. Vậy thì các em thấy hai cái nhóm thế, hai cái nhóm liên kết với C nối đôi nó đều khác nhau, đúng chưa? Vậy thì chúng ta thấy là ở đây có đồng phân xích chan đấy, đúng không? Có đồng phân xích chan nha. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ có đồng phân xích là đồng phân nào? Đồng phân xích, đồng phân xích là đồng phân mà đây có mạch chính nằm về một phía của liên kết đôi. Thế thì mạch chính của các em đâu? Mạch chính của các em đây này. Đấy, đúng chưa? Mạch chính của các bạn là 1, 2, 3, 4, 5 carbon đấy. Thì nếu viết cái này ở cái dạng gọi là dạng hình học đi, thì cô sẽ viết lại như thế này. Dạng hình học nhá. Cô sẽ viết bên này luôn. C nối đôi C, đúng không? Một nhóm là H, được chưa? Và một nhóm là CH3, CH2. Đấy. Viết
gần lên trên này nhá. Đây là CH3 này. Đây là CH2. Đó, mạch chính nằm về cùng một phía đúng không? Thế thì cái gốc này của cô phải là CH3 rồi. Còn cái gốc trên này sẽ là H. Thì có phải khi đó cái mạch chính của cô là cái mạch này không? Cùng một phía chưa? Đó, cùng một phía so với liên kết đôi. Được chưa nào? Đây là đồng phân xít nhá. Thế đồng phân chan của mình thì mình chỉ cần đảo cái gốc CH3 lên trên này thôi là mình có cái mạch chính của mình khác rồi. Đồng phân chan. Mình vẫn viết cái cầu nối đôi ra. Đúng không? Bên này của cô vẫn là H này. Ở dưới này của cô vẫn là C. C. H3. Đây là H2. Nhưng mà cái chỗ này của cô, cái nhóm này của cô đào lên trên này. Còn bên dưới này là H. Vậy thì mạch chính của mình lúc này nó là cái mạch này này. Thì nó sẽ làm về hai phía so với liên kết đôi. Hình dung không? Xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái chất cuối cùng là chất D. Nào, chúng ta xem chất D của chúng ta có gì. Nào, chúng ta có mạch carbon của chúng ta là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đúng chưa? Các em nhìn thấy đây là một đường thẳng, nhưng mà ở cái liên kết 3 này của chúng ta nó chính là cái ngăn cách giữa hai carbon với nhau đấy các em. Hiểu không? 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon. Chúng ta viết như sau. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đúng không? Trong đó carbon số 2 và carbon số 3 nó liên kết với nhau bằng một liên kết 3. Đây, số 2, số 3 đây. Còn lại chúng ta sẽ điền H. C này đủ hóa trị rồi, C này cũng đủ hóa trị rồi. C này còn thiếu 2H. C này còn thiếu 3H. Và đương nhiên đây có liên kết 3 thì nó không thể có đồng phân hình học, cho nên cũng không thể có đồng phân xít chan được. Được chưa? Xong câu số 3 các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 3 nhỏ là phần danh pháp. Trong phần danh pháp thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu về tên thay thế của các alken và các ankin. Tên thay thế hay còn gọi là danh pháp quốc tế, danh pháp UBAC đấy. Đúng không? Thì đây, các em chú ý cho cô là cái tiền tố cho biết số lượng nguyên tử carbon trong mạch carbon ấy, ether, propyl, butyl, thì các em nhớ lại cho cô ở trong cái bảng trong bài ankan nhé. Đấy, từ C1 cho đến C10 đấy. Được chưa? Và ở đây mình chỉ cần thay đổi cái đuôi thôi. Tức là hôm trước là mình học đuôi an đúng không? Là ankan. Hôm nay mình học là anken và ankin thì mình đuổi đôi đuổi đổi cái đuôi an thành đuôi en và đuôi in là được. Được chưa nào? Thì mình có hai cái cách đọc đối với anken và ankin có mạch thẳng và anken và ankin có mạch nhánh như sau. Thứ nhất là mạch thẳng. Anken và ankin. Mạch thẳng. Thì chúng ta chỉ cần đọc tên tiền tố. Tức là ether, propyl, butyl đấy. Tên tiền tố nối với số chỉ vị trí liên kết bột. Cuối cùng là đọc tên hậu tố. Tên hậu tố nếu như là anken thì mình sẽ là đuôi đuôi en, đúng không? Tên hậu tố của mình có thể là đuôi en hoặc là đuôi in nếu là ankin nha. Rồi, ở đây của chúng ta cô đóng khung với nhá. Đây là mạch thẳng này. Mạch nhánh thì sao? Đối với anken và ankin. Mạch nhánh. Thì chúng ta phải đọc cả nhánh, đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ đọc số chỉ vị trí nhánh.
số chỉ, vị trí. Nhánh. Đọc nối tiếp với tên nhánh. Tên nhánh. Sau đó tiếp tục nối với cái gì? À, nối với tên tiền tố mạch chính. Tên tiền tố. Cái này chính là mạch chính đấy, đúng không? Cái này là mạch chính. Tiếp đó là chúng ta sẽ đọc đến số chỉ vị trí liên kết bội. Liên kết bội. Và đọc tên hậu tố. Tên hậu tố của chúng ta thì nếu như có liên kết đôi thì nó sẽ là đuôi N, còn nếu có liên kết ba sẽ là đuôi in. Ok chưa? Cũng đóng khung cái phần này cho cô nha. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng. À, trước khi mà áp dụng thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng làm cái câu hỏi luyện tập bên này đi. Sau đó cô sẽ chú ý cho các em sau nhé. Ở câu hỏi số 2, người ta yêu cầu gọi tên các chất có công thức cấu tạo sau. Chất A của cô này, cô viết lại chất A nhé. CH3, CH2, CCH3. Ở đây là nối đôi CH2. Khi mà các em chọn mạch chính thì các em phải lưu ý cho cô. Ở đây cô sẽ lưu ý luôn nhé. Là các em phải chọn mạch dài nhất và chắc chắn nó phải chứa liên kết bội và chứa cả nhánh nữa, đúng không? Nhưng mình sẽ ưu tiên là phải chứa liên kết bội và dài nhất. Thế thì mạch chính của chúng ta sẽ là cái mạch này. Đấy. Nhiều bạn sẽ đi xác định là mạch thẳng, nhưng không phải. Chúng ta phải có liên kết bội chứ các em. Đúng chưa? Đây, liên kết bội, liên kết đôi của cô ở đây cơ mà. Bây giờ chúng ta đánh số. Khi mà đánh số thì chúng ta sẽ phải đánh số gần vị trí liên kết bội hơn. Tức là chúng ta sẽ đánh đây là C1 này. Đây là C2, C3 và C4. Được chưa? Thế thì ở vị trí số 2 chúng ta có một nhánh CH3. Đúng không nào? Vậy thì tên của chất này sẽ là gì? Vị trí số 2, đọc số chỉ vị trí nhánh trước là 2 gạch ngang tên nhánh. Nhánh ở đây là nhánh CH3, tức là nhánh methyl. Sau đó đọc tên tiền tố, tức là mạch chính của mình có 4 carbon. Có 4 carbon là butter. Đúng không? Số chỉ vị trí liên kết bội là số 1. Ở vị trí carbon số 1 là có liên kết bội. Hậu tố của mình là, à, nối đôi thì là hậu tố N. Ok chưa các em? Đơn giản đúng không? Rồi chất B nhá. CH3, CH2, C nối 3 với C, CH3. Ở đây chúng ta xác định mạch chính của chúng ta phải là mạch dài nhất và có chứa liên kết 3, thì nó sẽ là cái mạch này thôi, đúng không? Đánh số thì mình đánh số ưu tiên gần vị trí liên kết bội hơn. Thì chúng ta sẽ đánh từ 1 ở đây, 2, 3, 4, 5. Nếu các em đánh ngược lại nhé, đánh ngược lại đây là 1, 2, 3, 4, 5, thì có phải vị trí liên kết bội của mình là 3 không? Nó chưa phải là nhỏ nhất, đúng không? Đấy, cho nên là bị sai đấy. Đọc tên nhé. Ở đây mình không có nhánh thì bỏ qua cái phần nhánh này đi, đúng không? Đấy, mình bắt đầu đọc về số chỉ. Ở đây mình sẽ đọc cái loại mạch thẳng này này, tên tiền tố trước, đúng không? Đây là 1, 2, 3, 4, 5, là pentel. Sau đó mình sẽ đọc số chỉ vị trí liên kết bội là số 2. Hậu tố của mình là hậu tố in, do có liên kết 3. Được chưa? Tiếp tục phần C nhé. Phần C. HC nối 3 với C, nối với CH2, CH3. Ở đây chúng ta cũng xác định mạch chính là mạch dài nhất và chứa liên kết bội là mạch thẳng này đây. Vậy thì chúng ta đánh số như thế nào? À, gần liên kết bội nhất, đây là C1, C1, C2, C3 và C4. Đọc tên, chúng ta đọc tên theo cái loại mạch thẳng này. Tên tiền tố, mạch chính có 1, 2, 3, 4 carbon, vậy là butter. Vị trí có liên kết bội là vị trí carbon số 1, gạch ngang, đuôi in. Rồi, vậy là chúng ta đã xong câu hỏi số 2 nhé. Chúng ta xuống bên dưới. Ở đây thì người ta có đưa ra một cái ví dụ bên dưới này. Đấy, từ cái công thức khung phân tử ấy, các em có thể nhìn thấy người ta đọc tên
được chưa? Rồi. Tuy nhiên là có một số những cái ankin và anken nó có cái tên riêng. Ví dụ như là C2H4 và CH2 là người ta hay dùng những cái tên riêng của nó. Nhá, tên riêng. Ví dụ như là C2H4 này có công thức cấu tạo là CH2 nối đôi với CH2, thì chất này người ta đọc là ethylene, sử dụng cái tên này nhiều nhá. Hoặc là cái chất ankin của chúng ta là C2H2 cấu tạo là CH nối 3 với CH thì người ta đọc là acetylene. Đấy, hai cái tên này người ta dùng nhiều cho nên là cô sẽ đưa vào để cho các em nhớ. Kết thúc nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 25 mã là tính chất vật lý. Thì thực ra cái phần tính chất vật lý này nó cũng không khác quá nhiều so với phần ankan trước đó mà chúng ta học. Đấy, thứ nhất là nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của các ankin và anken ý, thì nó sẽ tăng dần theo khối lượng phân tử. Và mình nhớ cho cô là anken và ankin thì nhiệt độ sôi của nó sẽ nhỏ hơn ankan nếu như các cái chất đó đang cùng số nguyên tử carbon nha, có cùng mạch carbon đấy. Cái thứ hai đó là từ C1 cho đến C4 thì sẽ là những cái anken và ankin ở thể khí trong điều kiện thường, trừ cái thằng butyl-2-in. Còn lại thì nó sẽ ở thể lỏng hoặc là rắn với những cái C lớn hơn. Tính chất thứ ba đó là cái tính tan. Thì anken và ankin của cô hầu như là nó sẽ không tan trong nước hoặc là tan rất là ít, nhưng nó sẽ tan tốt trong các dung môi hữu cơ. Thì cái này nó giống với ankan, đúng không? Ankan hôm trước chúng ta học. Chúng ta có thể tham khảo cái bảng 13.1 đấy, để tham khảo về nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy cũng như là khối lượng riêng. Ở đây thì chúng ta có thể ôn tập lại một chút về cái phần đọc tên luôn này đấy. Cô sẽ không ghi về cái phần tính chất vật lý này nữa nhá. Các em xem trong sách cho cô. Chúng ta đi trả lời cái câu hỏi vận dụng số 1 bên cạnh. Câu hỏi số 1: thêm Hexer-1N khối lượng riêng là 0,67 g nhân ml mũ trừ 1 vào mỗi ống nghiệm chứa nước. Nước thì có khối lượng riêng là 1 g trên ml. Hoặc là chloroform CHCl3 thì có khối lượng riêng là 1,49 g nhân ml mũ trừ 1 rồi lắc đều. Sau khi để yên vài phút thì trường hợp nào xảy ra sự phân lớp, và khi đó chất nào ở lớp trên, chất nào ở lớp dưới? Ở đây chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái khối lượng riêng của mỗi chất để chúng ta xem là chất nào trên, chất nào dưới, đúng không? Khối lượng riêng mà nhỏ hơn thì nó sẽ ở bên trên, còn khối lượng riêng mà lớn hơn thì nó sẽ nằm ở lớp bên dưới, đúng không? Bởi vì ở đây chúng ta chưa xét về cái phản ứng đâu nha, chúng ta chỉ đang xét về tính tan thôi. Ok không? Trả lời như sau. Hexer-1N thì nó sẽ không tan tốc trong nước, đúng không? Đấy, chúng ta vừa mới tìm hiểu xong thì các anken của chúng ta sẽ không tan tốt trong nước được. Nhưng nó sẽ tan tốt ở trong chloroform bởi vì đây là một cái dung môi hữu cơ. Được chưa nào? Thì đầu tiên nhá, các em khẳng định là Hexer-1N nó tan tốt trong chloroform. Tan tốt trong chloroform tức là CHCl3. Nhưng không tan tốt trong nước. Trong nước. Do đó mà chúng ta thấy là cái ống nghiệm số 1, ống nghiệm số 1, ống nghiệm mà chứa, mình chưa đánh số đúng không? Thế thì ống nghiệm chứa hexan và chloroform nó sẽ không bị phân lớp bởi vì nó hòa tan vào nhau mà, nó sẽ tạo dung dịch đồng nhất, đúng không? Chứa CHCl3, cô xin lỗi. Đấy, và H1N thì không bị phân lớp. Còn trường hợp thứ hai, ống nghiệm mà chứa nước và H1N thì nó sẽ có sự phân lớp, đúng không? Bị phân lớp.
Cụ thể ở đây thì HS1N của chúng ta, khối lượng riêng của nó là 0,67, nhỏ hơn khối lượng riêng của nước là 1, đúng không? Vậy thì cái lớp bên trên nó sẽ là HS1N. HS1N nhẹ hơn nước ở trên, ở lớp trên. Còn nước nó sẽ ở lớp dưới, đúng không? Đấy, do D của HS1N nhỏ hơn D của nước. Sau đây chúng ta sẽ sang phần 3 la mã là tính chất hóa học của alken và ankin. Thì quay trở lại về đặc điểm cấu tạo, thì trong phân tử alken của chúng ta có một liên kết đôi, đúng không? Một liên kết đôi đó sẽ bao gồm một liên kết sigma và một liên kết pi. Còn trong ankin sẽ có một liên kết 3 là bao gồm hai liên kết pi và một liên kết sigma. Và chính cái liên kết pi đó là một cái liên kết pi kém bền, một cái liên kết kém bền, cho nên nó dễ tham gia vào các phản ứng hóa học hơn so với alkan trước đó chúng ta học. Được chưa nào? Ở đây cô nói một chút về cái đặc điểm cấu tạo nhá. Alken. Đây, alken. Thì nó có một liên kết đôi CC. Ở đây thì nó sẽ bao gồm có một liên kết sigma này, đúng không? Và một liên kết pi. Còn ankin của cô thì có một liên kết 3 CC, thì bao gồm có một liên kết sigma. Đó. Và hai liên kết pi. Chính cái liên kết pi này nó gây ra cái tính chất hóa học đặc trưng của alken và ankin. Chúng ta sang trả lời câu hỏi số 5. Năng lượng liên kết của liên kết C nổ đơn C trong phân tử ethan là 368 kJ nhân mol mũ trừ 1, và năng lượng liên kết của liên kết C nổ đôi C trong phân tử ethen là 636 kJ nhân mol mũ trừ 1. Hãy cho biết liên kết nào sigma hay là pi thì sẽ bị bẻ gãy hơn khi phân tử tham gia phản ứng. Thì để mà xét cái liên kết nào dễ bị bẻ gãy hơn, chúng ta sẽ dựa vào năng lượng liên kết. Nếu như năng lượng liên kết của cái liên kết đó mà nó càng lớn thì liên kết của mình nó sẽ càng khó bị phá vỡ. Còn nếu mà năng lượng liên kết nhỏ thì tức là liên kết đấy sẽ dễ bị phá vỡ hơn. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta tính cho cô cái năng lượng liên kết. Ở đây chúng ta có năng lượng liên kết của liên kết sigma rồi, đúng không? Ở trong liên kết C nối đôi C là chúng ta có một liên kết sigma, đúng không? Đấy. Và năng lượng của cái liên kết sigma, năng lượng của liên kết sigma có phải là bằng 368 kJ trên mol không? Là 368 kJ trên mol, hoặc là nhân mol mũ trừ 1 cũng vậy. Được chưa? Trong khi đó liên kết đôi CC của cô nó chứa một liên kết sigma và một liên kết pi. Và liên kết sigma của cô biết rồi. Đây, đúng chưa? Đấy, mà năng lượng tổng của cái liên kết đôi này nó là gì? Nó là 636, đúng không? Năng lượng của cái liên kết CC này, C nối đôi C là 636 kJ nhân mol mũ trừ 1, đúng không? Vậy thì chúng ta có tính được cái năng lượng của liên kết pi không? Chúng ta sẽ lấy tổng 636 trừ đi cái năng lượng của liên kết sigma chúng ta biết ở trên này rồi, đúng không? Vậy suy ra năng lượng của liên kết pi, đúng không, là bằng 636 trừ đi 368 bằng 268 kJ nhân mol mũ trừ 1. Đó. Vậy thì chúng ta thấy này, có phải là năng lượng của liên kết sigma là 368 kJ trên mol, trong khi đó năng lượng của liên kết pi lại là 268 kJ trên mol cơ, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể suy ra được ngay, vì năng lượng liên kết của liên kết sigma là 368 kJ nhân mol mũ trừ 1 lớn hơn năng lượng liên kết, lớn hơn năng lượng liên kết của liên kết pi.
Nên cái pi ở đây là tính ra được là 268 kilojoule nhân mol mũ trừ 1. Cho nên khi mà phân tử tham gia phản ứng thì liên kết pi sẽ dễ bị bẻ gãy hơn khi phân tử tham gia phản ứng. Thì liên kết pi sẽ dễ bị bẻ gãy hơn. Rồi, đây là câu trả lời của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu cộng H2 thì nó cộng như thế nào. Cộng H2, cộng H2 thì cô lấy ví dụ về ethylene với cả acetylene cho nó dễ nhé, được không? Đó, cộng H2 ở đây thì ethylene của cô là CH2, nối đôi CH2. Nó có khả năng là cộng tối đa với một phân tử H2 trong điều kiện có niken và nhiệt độ, có cả áp suất nữa nha. Ở đây thì cái liên kết đôi này sẽ bị phá vỡ, mỗi H của cô sẽ cộng vào một bên liên kết đôi, thì cô sẽ có sản phẩm là CH3, nối đơn CH3. Được chưa? Rồi, hoặc là ví dụ như là CH nối 3 với CH acetylene đi, cộng với H2. Nếu như ở đây là xúc tác niken nhiệt độ ấy, được chưa? Nếu đây là xúc tác niken nhiệt độ áp suất, thì cô cũng thấy được là cái H2 này của cô nó cộng vào hai cái liên kết 3 này để tạo thành hợp chất no. Thì tuy nhiên là ở đây nó sẽ có hai liên kết pi, cho nên nó có thể cộng tối đa được với hai phân tử H2 cơ. Đấy, nó sẽ khác so với anken nhé. Khi cộng với hai phân tử H2 thì cô có chất no của cô là CH3 nối CH3 thôi. Được chưa? Nhưng nếu ở đây CH nối 3 với CH cộng với H2, nhưng điều kiện của cô lại khác. Xúc tác ở đây là linla và nhiệt độ. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ ra được cái sản phẩm đó là có nối đôi cơ. Thì cái xúc tác linla này được làm từ palladium phủ trên calcium carbonate hay là barium sulfate. Đấy, tức là cái loại xúc tác này các em tìm hiểu bên này cho cô nhá. Được chưa? Mình sẽ ghi chung đây là xúc tác khác. Xúc tác linla. Đó, và nhiệt độ. Thì chúng ta sẽ ra được anken là CH2, CH2. Lúc này thì các em để ý nó chỉ cộng một phân tử H2 vào đây thôi. Thì cái nối 3 này của cô đang từ hai liên kết pi, nó sẽ chuyển về nối đôi là một liên kết pi. Đấy, nó không cộng hoàn toàn ý. Hiểu ý không? Rồi, đấy là tác nhân số 1 nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang tác nhân số 2, đó là cộng halogen. Đối với phản ứng cộng halogen thì các em cũng để ý vào liên kết pi cho cô. Ở đây cô lấy ví dụ với CH2 nối đôi CH2 thì nó có thể cộng tối đa được với một phân tử Br2, tương tự như cái phản ứng cộng với H2 ý. Nhưng ở đây nó diễn ra ở nhiệt độ thường, ở điều kiện thường thôi. Thì mỗi nguyên tử brom sẽ cộng vào mỗi nối đôi, thì cô sẽ có sản phẩm là CH2Br nối với CH2Br. Đấy, tên của nó là 1,2 dibrom ethen, 1,2 dibrom ethan, đúng không? Rồi, thế thì ở đây từ cái sản phẩm ở đây là nó có màu gọi là màu màu vàng đấy các em. Đây này, cái màu vàng đây này, chứa nước brom màu vàng nâu ấy, thì ở đây sang được cái sản phẩm nó là không màu. Ok chưa? Rồi tiếp tục với cái chất, cô lấy ví dụ là acetylene. Thì ở đây nó cũng có thể cộng được với phân tử brom, nhưng ở đây nó có thể cộng được lần lượt. Ví dụ như nó cộng một phân tử brom để ra được nối đôi đã, sau đó cái sản phẩm này tiếp tục cộng brom để ra được nối đơn. Thế thì ở đây túm lại là nó có thể cộng với tối đa hai phân tử brom để ra được sản phẩm cuối cùng là CHBr2 nối đôi với CHBr2, à nối đơn, cô xin lỗi, đúng không? Và đây cũng là từ màu vàng, dung dịch màu vàng đậm ấy, thành dung dịch không màu. Vậy thì chúng ta kết luận một điều ở đây, đó là các ankin và các anken, ankin và anken đều có khả năng làm mất màu dung dịch nước brom, đều làm mất màu
dung dịch Brom. Tức là mình dùng để nhận biết nó với thằng ancan, đúng không? Ancan thì không có cái phản ứng này. Đó. Các em có thể quan sát cái hình 13.4 để xem cái thí nghiệm nhé. Rồi thì sau khi kết thúc phần cộng hydrogen và phần cộng hydrogen thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 6 nhé các em. Câu hỏi số 6 là cho biết công thức cấu tạo và tên gọi của alken, ankin mà khi hydrogen hóa tạo thành butan. Tức là ở đây mình sẽ ra được một cái chất đó là butan mạch 4 carbon mạch thẳng đấy. Đúng không? Vậy thì cái chất mà mình đem cộng hydrogen nó phải là những chất có liên kết bội nhưng nó cũng phải là mạch thẳng. Đúng không? Ở đây nó chỉ cộng hydrogen thôi, vậy thì cái số nguyên tử C ở trên mạch của mình nó sẽ phải giữ nguyên. Tức là nó vẫn chứa 4C. Nó vẫn chứa 4C. Thì bây giờ cô bắt đầu từ những cái thằng anken trước đi. Anken thì đầu tiên nó có một liên kết đôi ở đây. Được không? Thì đây là H2. H2, cô xin lỗi. H3. Thằng này thì có thể cộng với tối đa là 1 phân tử H2. Xúc tác là niken. Nhiệt độ áp suất, đúng không? Thì ở đây nó sẽ ra được butan. Đấy, điền H vào đây. H3, H2, H2 và H3. Đúng không các em? Đấy. Tương tự như vậy thì mình di chuyển đồ đôi sang bên này, mình cộng một phân tử H2 thì mình cũng ra được butan thôi. Đây. Cái chất thứ hai của mình nhá. Đây, đồ đôi của mình ở đây cơ. Được không? Thì mình sẽ điền H ở đây là H3. Đây là H. H và H3. Đúng không nào? À ở đây người ta bảo là công thức cấu tạo và tên gọi, đúng không? Thế thì mình cũng không cần thiết phải viết phương trình lắm nhá. Rồi, cô đọc tên cái chất ở bên dưới đã nhá. Kéo cái này xuống. Cô đọc tên cái chất ở trên này. Chất này của cô là gì đây? À, mạch chính của chúng ta là mạch 4 carbon đây đúng không? Đấy. Đánh số nhá, đây là C1, C2, C3 và C4. Vậy thì tên của chúng ta sẽ là mạch chính trước là 4 carbon, butter. Vị trí liên kết bội là C1. Đuôi là N. Tương tự bên dưới thì cô có cái tên là butter. Đúng không? Nhưng mà vị trí của cô là vị trí đây 1, 2, 3, 4. Vị trí số 2 có liên kết bội. Được chưa? Cái thằng này cộng H2 thì cũng ra được thằng butan này thôi. Đúng không? Thì cô không viết lại nữa nhá. Đấy, hai thằng này cộng đều ra butan. Hoặc bây giờ thì mình có thể có cái thằng ankin là có một liên kết 3. Đúng không? Một liên kết 3, nhưng mạch của mình vẫn phải là mạch thẳng cơ. Đó, vẫn phải mạch thẳng. Thì ở đây mình có một liên kết 3 đầu mạch chẳng hạn. Cô sẽ điền H ở đây. Đúng không? C này đủ hóa trị rồi. C này thiếu 2H, C này thiếu 3H. Ở đây nó có thể cộng là tối đa 2 phân tử H2. Đúng không? Xúc tác niken. Nhiệt độ áp suất ra được butan CH3, CH2, CH2 và CH3. Thì mạch chính của mình vẫn là mạch 4 carbon, đúng không? Đánh số đây là C1, 2, 3, 4. Đọc tên của mình, mạch 4 carbon là butter. Liên kết bội của mình xuất phát từ vị trí carbon số 1 là 1 đuôi IN. Thấy chưa? Tương tự như cái chất này thì cô có cái chất bên dưới, cô chỉ cần di chuyển vị trí liên kết bội thôi. Đó là C, C đối 3 của cô ở vị trí carbon số 2. Được, đúng không? Điền H ở đây. Đây là H3. C này và C này đủ hóa trị rồi nhá. Điền H3 vào đây thôi. Thì hai cái chất này của cô đều cộng với 2 phân tử H2 để ra được butan. Thì cái chất thứ hai này của cô thì nó cũng ăn theo cái chất 1 thôi đúng không? Vẫn đánh số đây là 1, 2, 3, 4. Đổi tên một tí thôi. Mạch chính vẫn là 4 carbon. Vị trí liên kết bội là vị trí số 2. Đuôi INE. Đuôi IN. Đây là câu trả lời cho câu số 6 nhé. Ở đây thì cô gộp HX của cô có cả phần HOH, tức là cái phần hydrat hóa bên dưới luôn nha. Nó cũng giống nhau mà, nó cũng là dạng HX thôi các em ạ. Được chưa? Thì đối với cái phản ứng này, các em lưu ý là chúng ta sẽ có một cái quy tắc cộng. Bởi vì chúng ta có nhiều cái vị trí cộng. Nó là một cái tác nhân bất đối xứng, các em nhìn không? Nó không giống như BR, BR, HH, mà nó là một bên H, một bên CL. Vậy thì nó cộng như thế nào mới được? Đúng không? Nó có thể ra nhiều sản phẩm đấy. Đó, đây là tác nhân bất đối xứng. Thì chúng ta sẽ phải tuân theo một cái quy tắc cộng.
quy tắc cộng. Quy tắc cộng này có tên là quy tắc cộng Markovnikov. Tức là ở đây trong phản ứng cộng Hx vào cái liên kết bội ấy, thì H của mình nó sẽ ưu tiên cộng vào nguyên tử carbon mang liên kết đôi có nhiều hydrogen hơn. Đấy, còn nguyên tử X sẽ cộng vào nguyên tử carbon mang liên kết đôi chứa ít hydrogen hơn, tức là bậc cao hơn. Được chưa? Đây là mình xét về liên kết đôi nha. Thế thì tóm lại ở đây, ở Hx của mình thì cô tóm tắt nhá. H sẽ ưu tiên cộng vào carbon có bậc H ưu tiên cộng vào nguyên tử carbon mang liên kết đôi có nhiều hydrogen hơn, tức là bậc thấp hơn đấy. Được, cô chưa nói về bậc nhá. Có nhiều H hơn. Còn X của mình, phần X của mình, X có thể là Cl, có thể là Br và cũng có thể là OH, sẽ ưu tiên cộng vào C có ít H hơn. Đây là quy tắc đã nghèo thì càng nghèo mà đã giàu thì càng giàu. Tức là có nhiều H lại còn cộng thêm H nữa. Đúng chưa? Đấy. Thì cái bậc thấp hơn và bậc cao hơn này, chúng ta sẽ phải nói đến bậc carbon đúng không? Bậc carbon thực ra là những cái liên kết của cái carbon đó với các carbon xung quanh. Cô ví dụ đối với cái chất này đi, ví dụ 10 đi. Thì ở đây các em thấy này, cái C này của cô liên kết với một C bên cạnh. Vậy đây sẽ là carbon bậc 1. Đúng chưa? Nhưng cái carbon này nó không tham gia phản ứng cộng thì mình chỉ xét cái CH và CH2 này thôi. Thì cái CH này của cô nó đang liên kết với một C bên này và một C bên này. Thì mình đếm cái liên kết nhá. Đây là liên kết đôi là hai liên kết này. Một liên kết bên này nữa là ba liên kết. Vậy tức là cái C này của cô đang là C bậc 3. Còn C bên này của cô là C bậc 2. Đúng không? Thì khi bây giờ H sẽ ưu tiên cộng vào C có bậc thấp hơn, tức là C này. C có bậc thấp hơn thì nó sẽ nhiều H hơn. Thì H cộng vào đây. H cộng vào đây thì có phải là Br của cô sẽ cộng vào cái phần bên cạnh này không? Đúng không? Đấy, cô viết ra nhá. Ví dụ này, CH3, CH nối đôi với CH2. Ở đây bậc carbon thì cô sẽ viết bằng số La Mã nhé. Bậc carbon ở đây của cô là bậc 3, đúng không? Còn bậc carbon ở đây là bậc 2. Đó. Vậy thì khi cộng HBr, cộng HBr, thì cái phần H này của cô, cái phần H này nó sẽ cộng vào cái phần C nối đôi có nhiều H hơn là cái phần này, đúng không? Thế thì của cô sẽ là CH3. Thì đương nhiên là Br sẽ cộng vào cái phần còn lại bên này, đúng không? CH Br CH3. Đây là sản phẩm chính. Còn đương nhiên nó vẫn có thể cộng ngược lại nhá. Tức là H của cô sẽ cộng vào bên này là thành CH2, còn Br sẽ cộng vào bên này thành CH2Br. Nhưng nó chỉ là sản phẩm phụ thôi. Được chưa nào? Đấy. Cái này là để ra sản phẩm chính. Được chưa? Ok nhá. Ở đây chúng ta cũng có thể áp dụng đối với liên kết 3 thì nó cũng sẽ như thế, nhưng mà nó sẽ cộng từng nấc các em ạ. Được chưa? Nó sẽ cộng từng nấc. Rồi, cái phản ứng cộng nước hay hybrid hóa thì mình cũng làm tương tự. Thì ở đây cô sẽ lấy ví dụ đối với phản ứng cộng nước nhá. Phản ứng cộng nước này, CH2 nối đôi với CH2 mà cộng với nước là HOH. Ở đây chú ý cho cô điều kiện nhá. Xúc tác của mình là H2SO4 và nhiệt độ, thì chúng ta sẽ ra được là H sẽ cộng vào, à ở đây thì H cộng vào đâu cũng được đúng không, nó đối xứng mà, thì mình sẽ có là CH3 CH2OH. Đã, mỗi thằng cộng vào một bên. Đây là ethanol đấy các em. Đó, đây là phản ứng tổng hợp ethanol từ ethylene. Nếu mà là CH nối 3 với CH thì nó cộng như thế nào? Ở đây xúc tác của cô là gì? À, HgSO4 và nhiệt độ. Thì ở đây nó sẽ ra được ở H cộng vào một bên, OH cộng vào một bên, bởi vì nó cũng đối xứng, nó không quan trọng lắm. Thì ở đây là CH2 nối đôi với CHOH, đúng không các em? Nhưng mà cái này của cô nó không bền. Nó không bền thì nó sẽ bị chuyển hóa thành, cái này là không bền nha,
nó sẽ bị chuyển hóa thành cái dạng đó là CH3. C, H và liên kết đôi đây là CO. Tức là mình viết gọn lại nó là CH3CHO đấy các em. Thì ở đây nó là ethanan, là một aldehyde, sau này chúng ta sẽ học kỹ. Sau đây thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3, dưới đây là các hình ảnh ống nghiệm chứa hexan và H1N sau khi được thêm nước bromide rồi lắc đều. A là trong mỗi ống nghiệm nước nằm trong lớp chất lỏng phía trên hay là phía dưới? À, chúng ta trả lời từng ý một nhé các em. Ý A trước này. Trong mỗi ống nghiệm thì nước của chúng ta sẽ nằm ở lớp phía dưới các em ạ. Bởi vì là H1N hay là hexan thì nó đều là những cái chất lỏng nhẹ hơn nước, đúng không? Cho nên nó sẽ nổi lên bên trên, còn nước của chúng ta sẽ nằm ở bên dưới nha. Trong mỗi ống nghiệm. Thì nước sẽ nằm trong lớp chất lỏng phía dưới. Rồi, tiếp tục nha. Câu B. Ống nghiệm nào chứa hexan còn ống nghiệm nào chứa H1N? Giải thích sự khác nhau về màu sắc giữa hai ống nghiệm. Rồi, trong cái ống nghiệm 1 thì các em thấy là cái màu sắc của mình là một cái dung dịch không màu, đúng không? Thì ở đây của mình nó sẽ chứa H1N. Bởi vì ở nhiệt độ thường thôi thì H1N của mình nó cũng đã phản ứng cộng với dung dịch bromide rồi, để nó làm mất màu nâu của dung dịch bromide, đúng không nào? Ở ống nghiệm 1 chứa H1N. Vì ở nhiệt độ thường H1N phản ứng cộng với dung dịch brom, dung dịch bromide, làm mất màu nâu. Thực ra đây là màu vàng nâu đấy, đúng không? Là mất màu dung dịch brom. Đó, cho nên nó tạo dung dịch không màu. Tạo dung dịch không màu. Rồi, còn ở ống nghiệm số 2, đương nhiên sẽ chứa hexan rồi. Chứa hexan. Vì ở nhiệt độ thường thì hexan của chúng ta không phản ứng thế với dung dịch bromide. Hexan không phản ứng thế, không tham gia phản ứng thế với dung dịch bromide. Nếu mà có đun nóng ấy, hoặc là mang ra ánh nắng mặt trời thì có thể là có phản ứng đấy, đúng không? Đấy. Cho nên hexan không làm mất màu. Dung dịch bromide. Cho nên là dung dịch của chúng ta nó vẫn có màu vàng nâu đây này. Chúng ta tiếp tục trả lời câu hỏi luyện tập số 4 là viết phương trình hóa học và xác định sản phẩm chính trong mỗi phản ứng sau. Rồi, mình sẽ làm từng phản ứng một nhé. Phản ứng A trước này. A. 2-methylbutyl-2-en phản ứng với HBr. Mình viết cái chất này trước nhá. 2-methylbutyl, vậy thì mạch chính của chúng ta là butyl 4 carbon. Đó, 2-methyl tức là vị trí carbon số 2. Mình có một nhánh methyl. Butyl-2-en tức là vị trí carbon số 2 có liên kết đôi. Bây giờ chúng ta điện H. Ở đây là H3. C này đủ hóa trị rồi. C này còn thiếu 1H. C này thiếu 3H. Đúng không? Bây giờ mình sẽ cho cộng HBr nhá. Cộng HBr. Thì có phải cái liên kết đôi của chúng ta nó nằm ở đây không? Đúng chưa? Vậy thì có phải là H, cái này là HBr có viết thiếu hả?
Đấy. Có phải là H của chúng ta sẽ ưu tiên nào? Sản phẩm chính của chúng ta thì H sẽ ưu tiên cộng vào cái phần C mà nó có nhiều H hơn, tức là cái thằng C này này. Em hình đúng không? Đấy, H của cô sẽ cộng vào cái thằng C mà có nhiều H hơn này này. Mình đang xét với 2C nối đôi đấy nhá. Vậy thì cái sản phẩm chính của cô sẽ là gì? CH3. C. Ở đây nếu như H đã cộng vào bên này rồi thì BR sẽ cộng vào bên C này, đúng không? Thì ở đây cô có C, BR. Vẫn là nhánh CH3. Ở đây phần CH của cô cộng thêm 1H là CH2. Ở đây vẫn là CH3. Được chưa? Đây chính là sản phẩm chính. Đây chính là sản phẩm chính. Thôi, cô sẽ không viết sản phẩm phụ nữa nhá. Xong phần B. 2-methylbutyl-1-en phản ứng với nước. Đó, 2-methylbutyl-1-en thì nó cũng giống như trên này, nhưng mà cái liên kết pi của mình, cái liên kết đôi, cô xin lỗi, nó sẽ nằm ở đầu mạch thôi. Đúng chưa? CH2 nối đôi C. Đây, cô viết đúng theo trình tự nhá. Mạch của mình là 4 carbon đúng không? Butyl đấy. Ở vị trí carbon số 2 là có nhánh methyl. Đây, nhánh methyl đây. Ở vị trí carbon số 1 là có liên kết bội, liên kết đôi. Đuôi N mà. Sau đó mình điền H, đây là CH2 này. C này đủ hóa trị rồi. C này thiếu 2H, C này thiếu 3H. Ở đây là cộng nước, tức là cộng HOH. Đúng không? Xúc tác là có H2S4. Nhiệt độ. Ở đây có phải là vẫn là cộng HX đúng không? Thế thì phần H này của cô nó sẽ cộng vào cái C. Đây, nối đôi của cô ở đây đúng không? Thì nó sẽ cộng vào cái C có nhiều H hơn, tức là cái CH2 này. Thì nó chính là sản phẩm chính. Được chưa? Vậy thì sản phẩm của cô đó là gì? CH2 mà cộng thêm H là CH3. Nối đôi thành nối đơn. C này của cô nó sẽ cộng với OH. H cộng vào bên này thì OH phải cộng vào bên này chứ, đúng không? Ở đây là CH3 giữ nguyên. Vế sau của cô cũng giữ nguyên. Đây chính là sản phẩm chính. Chúng ta tuân thủ đúng quy tắc cộng Markovnikov là được thôi nhá. Xong câu số 4. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái loại phản ứng số 2, đó là phản ứng trùng hợp anken. Thì đối với cái loại phản ứng này, nó chỉ có ở anken thôi, hoặc là những cái chất mà nó có liên kết đôi CC thì nó sẽ tham gia trùng hợp được. Đấy là mở rộng ra một chút. Thì trùng hợp có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sẽ cộng liên tiếp các cái phân tử anken với nhau để tạo thành những cái phân tử mạch rất là dài, có khối lượng phân tử cực kỳ lớn, và người ta gọi đấy là polymer. Ở đây, cô lấy ví dụ đối với phản ứng trùng hợp ethylene. Thì cô có ethylene là CH2 nối đôi CH2 đúng không? Đi qua nhiệt độ, xúc tác, áp suất thì cô sẽ thu được một cái mạch rất là dài, bao gồm rất nhiều những cái mắt xích CH2, CH2 nối với nhau. Đây là CH2 nối với CH2. Ở bên ngoài này nó còn nối với những cái mắt xích khác nữa. Đương nhiên cái liên kết này của cô nó sẽ bị phá vỡ thành liên kết đơn các em nhé. Đấy, đúng không? Đấy, ở đây nó vẫn đảm bảo hóa trị của các nguyên tử, nguyên tố. Thế thì ở đây nó sẽ gồm một mắt xích rất là dài, một chuỗi mắt xích rất dài, thì cô ký hiệu là N đi, được không? Thì ở đây nó sẽ là N. Vậy thì cái chất này của cô nó đang tên là ethylene đúng không? Ethylene. Thì cái chất này của cô tạo thành nó sẽ là polyethylene. Đó, mình có thể viết tắt là PE cũng được. Thì cái này người ta gọi là monomer. Monomer. Đây, viết lại nhá. Còn cái này người ta gọi là polymer. Đấy, hình dung không? Còn cái N này của người ta gọi là hệ số trùng hợp. Đấy, chú ý những cái khái niệm đó nhá. Rồi, chúng ta có thể đi trả lời câu hỏi số 7 ở đây. Đó là viết phương trình hóa học của phản ứng trùng hợp propen. Propen của chúng ta thì có công thức nào nhỉ? Propen tức là mạch 3 carbon và có một liên kết đôi đấy, đúng không? Thì đây. CH2 nối đôi C. CH nối với CH3. Đây là propen, đúng không? Đi qua nhiệt độ này, xúc tác này, áp suất này,
thì thu được polymer tương ứng. Thì ở đây nó sẽ phá vỡ cái liên kết đôi này của chúng ta, CH2 chuyển thành nối đơn đúng không? CH, cái CH3 này của cô để đảm bảo hóa trị các nguyên tử nguyên tố thì cô phải bẻ nó xuống đây đúng không? Và cái CH này lại liên kết với tiếp những cái monomer bên ngoài nữa đúng không? Tức là nó cứ thế nó liên kết tiếp với nhau, liên kết với nhau để tạo thành một cái chuỗi mắt xích ấy, hình dung không nhỉ? Ở đây là N mắt xích đi, thì ở đây cô có N phân tử propen. Xong câu số 7 các em nhé. Phản ứng số 3 là phản ứng của ancol 1-in với dung dịch silver nitrate trong ammonia, tức là dung dịch AgNO3 trong NH3 đấy. Được chưa? Thì ancol 1-in của chúng ta là những ankin có C nối 3 đầu mạch. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ có cái phản ứng này. Ở đây thì người ta lấy ví dụ đối với acetylen, thì những cái H mà liên kết với C nối 3 ở đầu mạch ý, nó sẽ bị thế bởi các nguyên tử bạc đúng không? Em thấy ở đây H nó bị thế bởi bạc này, có phải tạo thành Ag này, bên này cũng là Ag này đúng không? Mạch carbon của chúng ta là giữ nguyên. Đây là một chất kết tủa màu vàng, được chưa? Màu vàng nhạt đấy. Và đây có thể coi là một cái phản ứng dùng để nhận biết ancol 1-in so với các cái ankin khác hoặc là các anken, ankan, được không? Đấy, ví dụ nhá. Ví dụ thì các em có thể ghi trong này. Thôi, cô sẽ ghi ví dụ lại đi. C nối 3 với C. Ở đây là H. Ở đây là H. Đó, thì những cái thằng H này của cô nó sẽ bị thế, đúng không? Khi tác dụng với AgNO3 trong NH3. Thế thì nó sẽ thế nguyên tử Ag ở đây, đúng không? Thì nó sẽ tạo thành AgC CAg. Đó, đây này. Đó. Hình dung không? Cộng với NH3 cộng với nước. Được chưa? À cô xin lỗi, ở đây là cô viết cái dạng ấy đúng không? Cô viết cái dạng AgNO3, NH3 dạng phân tử chứ không phải là dạng phức. Thế thì muối của cô thu được là NH4NO3 nhá. Được chưa? Cân bằng thì chúng ta sẽ có 2 ở AgNO3. Ok không? 2 AgNO3, 2 ở NH3 và 2 ở NH4NO3. Xong. Các em có thể viết với các ancol 1-in khác nhá. Giờ chúng ta có thể trả lời câu hỏi số 8 rồi. Viết công thức cấu tạo của các ankin có công thức phân tử C5H8 và tác dụng được với dung dịch silver nitrate trong ammonia, tức là các cái ankin mà nó có công thức C5H8 nhưng nó phải phản ứng được với AgNO3 trong NH3 cơ. Đúng chưa? Thế thì nó phải là các cái ankin 1-in, tức là phải có liên kết 3 đầu mạch. Vậy cô sẽ viết nhé. Các công thức cấu tạo của ancol 1-in có công thức phân tử là C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3. Đầu tiên nó phải có liên kết 3 đầu mạch. Thế thì mạch thẳng trước đi, đúng không? Cô viết mạch thẳng trước. Có liên kết 3 đầu mạch đây. Được chưa? Đây là H. Đây đủ hóa trị rồi. Đây là H2, H2 và H3. Không được di chuyển liên kết 3 vào đây đâu nhá. Liên kết 3 mà vào vị trí C số 2 là nó không có tham gia phản ứng này được đâu. Mạch thẳng hết rồi. Bây giờ mạch nhánh. Mạch nhánh thì cô bẻ một nhánh xuống. Thì mạch chính của cô là còn 4 carbon thôi. Cô bẻ một nhánh xuống đây. Được không? Thế thì làm sao mà cô điền được vị trí liên kết 3 nhỉ? Liên kết 3 ở đây thì carbon của cô hóa trị 5 à? Đúng không? Không được. Thế thì cô điền liên kết 3 ở đây đi. Được, đúng không? Rồi, điền H ở đây. C này đủ hóa trị rồi. C này còn thiếu 1H. C này thiếu 3. C này thiếu 3. Được chưa? Và chúng ta chỉ có hai chất này thôi. Nếu như các em đổi cái nhánh này sang bên này
thì có phải link cái bao của em sẽ đặt bên này. Thực ra nó chính là cái công thức này thôi, đúng không? Đây nhá, cô viết cho các em nhìn nhá. Có phải là như thế này không? Đổi nhánh sang bên này đúng không? Đấy, các bạn sẽ đổi nhánh sang bên này. Thì link cái bao của cô sẽ nằm ở đây, đúng chưa? Nó có phải là đổi đầu đuôi về cái công thức trên không? Bị trùng đấy nhá. Vậy mình chỉ có hai công thức thỏa mãn yêu cầu của bài 8 thôi. Sau đây chúng ta sẽ sang phần 4 nhỏ là phản ứng oxy hóa. Thì trong phần này mình có hai cái loại phản ứng, đó là oxy hóa hoàn toàn và oxy hóa không hoàn toàn. Đối với phản ứng oxy hóa không hoàn toàn, mình sẽ đi nghiên cứu phản ứng của nó với KMnO4, tác dụng với KMnO4, tức là dung dịch potassium permanganat nha. Thì các em chú ý này, cả alken và alkin nó đều làm mất màu dung dịch KMnO4 hết nha, ở điều kiện thường đấy nhé. Tất cả alken và alkin đều làm mất màu dung dịch KMnO4, làm mất màu tím của dung dịch, mất màu dung dịch KMnO4 hay là dung dịch thuốc tím đó. Ở đây chúng ta có thể viết cái phương trình này ra nhé, đấy, các em tham khảo. Và phản ứng này có thể dùng để nhận biết alken và alkin được nha. Rồi, cái phản ứng số 2 đó là phản ứng oxy hóa hoàn toàn, người ta còn gọi đây là phản ứng cháy. Thí nghiệm số 1 là điều chế và thử tính chất của ethylene. Cho 2 ml ethanol vào ống nghiệm khô, thêm dần từng giọt 4 ml dung dịch H2SO4 đặc, cho chảy dọc theo thành ống nghiệm, lắc đều. Cho vào ống nghiệm một ít cát hoặc 1 đến 2 mảnh sứ xốp. Đây, chuẩn bị là chúng ta có cái ống nghiệm này, gồm có Ca5OH và H2SO4 đặc. Cho thêm một ít cát vào đây, đun ở nhiệt độ là 170 độ C. Đó. Kẹp ống nghiệm lên giá và lắp với ống dẫn khí hình chữ L qua phần ống nối có màu bông tẩm dung dịch NaOH đặc, đun nóng ống nghiệm. Rồi, đây, dẫn qua cái bình này, dẫn qua cái ống này, bông của chúng ta đây, tẩm NaOH đặc, được chưa? Đấy, sau đó chúng ta sẽ sục cái ống dẫn khí vào ống nghiệm chứa khoảng 1 ml nước brom, tức là sục vào, không phải cái này đâu, nó sẽ sục vào một cái ống nghiệm khác, ở đây người ta không vẽ, đúng không? Sục vào cái ống nghiệm chứa dung dịch nước bromide. Khi mà dung dịch nước bromide đã bị mất máu hết rồi thì chúng ta sẽ thay cái ống đựng dung dịch bromide bằng ống đựng dung dịch KMnO4. Thì cái ống nghiệm của chúng ta, cái ống dẫn khí của chúng ta vẫn sục ở đấy nhá. Thấy chưa? Khi đến khi mà màu tím của cái dung dịch KMnO4 nó bay mất rồi thì mình sẽ thay cái ống đó bằng cái ống này. Đúng chưa? Thay cái ống đó bằng cái ống chữ Z này. Đấy. Và cái đầu vuốt nhọn nó hướng lên trên, đốt cái khí thoát ra ở đầu ống dẫn khí đó. Bây giờ người ta yêu cầu là quan sát, viết phương trình hóa học và giải thích hiện tượng xảy ra. Ở đây mình cần chú ý an toàn nhá. Cái CH5OH của mình là cồn, cho nên nó rất là dễ bắt lửa và cháy. H2SO4 đặc là một axit có khả năng phá hủy vải ra, tức là háo nước ấy. Cho nên cần cẩn thận khi mà mình tiếp xúc với hai cái hóa chất này. Bây giờ chúng ta trả lời cái câu hỏi này nhá. Quan sát, viết phương trình hóa học và giải thích hiện tượng xảy ra. Đầu tiên, ở cái phần hiện tượng thì nếu mà sục cái khí đấy vào trong dung dịch bromide nó bị mất màu, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó bị mất màu dung dịch bromide. Thực ra ở đây người ta có ghi rồi đấy, đúng không? Cái thứ hai, nó cũng làm mất màu dung dịch thuốc tím luôn. Và cái thứ ba, khi mà đốt cháy, cái khí thoát ra ở đầu ống dẫn khí chính là cái khí lúc nãy đấy, thì nó sẽ tỏa ra nhiều nhiệt. Được chưa nào? Rồi, vậy thì ở đây chúng ta sẽ trả lời như sau. Hiện tượng khí sinh ra làm mất màu dung dịch, dung dịch PR2 và dung dịch KMnO4. Khi đốt cháy thì nó tỏa nhiều nhiệt. Khi đốt cháy khí sinh ra thì tỏa nhiều nhiệt,
chúng ta sẽ giải thích như sau. Đó là cái khí ethylene là đã được sinh ra, tức là cái phản ứng này là phản ứng điều chế khí ethylene C2. Thôi, ghi tên đi. Khí ethylene sinh ra từ phản ứng tách nước của ethanol. Đó, có xúc tác H2 bốn đặc nhá. Được chưa? Và ethylene của chúng ta, ethylene thì nó phản ứng được với dung dịch bromide và dung dịch thuốc tím mà. Đúng chưa? Làm mất màu. Phản ứng cho nên làm mất màu đấy. Với dung dịch Br2 và K1O4. Cho nên nó làm mất màu. Hai dung dịch trên. Và khi mà chúng ta đốt cháy, khi đốt cháy ethylene, thực ra đây là một loại nhiên liệu đấy đúng không? Ethylene thì phản ứng sẽ tỏa ra nhiều nhiệt. Chúng ta có các phương trình hóa học như sau. Thứ nhất là phản ứng của ethanol, tức là tách nước ấy, đúng không? Phản ứng tách nước của ethanol. Đây, C2H5OH tách nước, có xúc tác H2SO4 đặc và có đun nóng ra được ethylene là CH2 nối đôi CH2 cộng với nước. Phản ứng đã cân bằng nhé. Phản ứng số 2 là làm mất màu dung dịch bromide đúng không? Và CH2 nối đôi CH2 làm mất màu dung dịch bromide, tức là nó đã tham gia phản ứng cộng với bromide. Ở đây mỗi nguyên tử brom sẽ cộng vào một phần C nối đôi đúng không? Thì cô có là CH2Br đối với CH2Br. Cái sản phẩm này của cô nó không có màu, còn brom của cô nó có màu vàng nâu ấy. Tiếp tục, CH2 nối đôi CH2 lại làm mất màu dung dịch thuốc tím nữa. Ở đây là cộng với K-MnO4 có mặt nước, sinh ra được sản phẩm là ethylene glycol, tức là CH2 nối với CH2. Hai gốc OH của cô gắn ở đây cộng với MnO2 và cộng với KOH. Cân bằng, cô có 2 ở MnO2, 2 ở K-MnO4, 2 ở KOH, 3 ở ethylene glycol, 3 ở ethylene và 4 ở nước. Đó, các em tự cân bằng nhá. Người ta cũng có dẫn phương trình ở bên trên rồi đấy. Tiếp tục, phản ứng cuối cùng là phản ứng đốt cháy ethylene là C2H4 tác dụng với O2, có đốt cháy đúng không? Đốt nóng đấy. Sinh ra được CO2 cộng với nước. Cân bằng, ở bên này có 2C thì ở đây cô có 2CO2. Bên này có 4H thì ở đây cô có 2 nước. Cộng oxy bên phía phải cho cô này. 2 x 2 là 4, 4 cộng 2 là 6, 6 chia 2 là 3. Được chưa? Xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang cái thí nghiệm số 2 là điều chế và thử tính chất của acetylene. Chúng ta xem phản ứng số 2. Người ta tiến hành là cho 2ml nước vào ống nghiệm, thêm vào đó là vài viên đất đèn bằng hạt ngô, rồi đậy nhanh cái ống nghiệm bằng nút có gắn ống dẫn khí hình chữ L. Sục ống dẫn khí vào ống nghiệm có chứa khoảng 1ml nước bromide. Khi nước bromide bị mất màu thì thay ống nghiệm bằng ống nghiệm khác có chứa K-MnO4 1%. Khi màu tím biến mất thì thay ống dẫn khí hình chữ L bằng ống dẫn khí hình chữ Z. Đầu đường phút nhọn hướng lên phía trên và đốt khí phát ra ở đầu ống dẫn khí. Thực ra ấy thì hình nó vẫn như thế này thôi các em ạ. Nhưng mà mình sẽ thay cái hỗn hợp ở trong này bằng gì? Bằng nước và CaC2, chính là đất đèn đấy, đúng không? Cái khí dẫn ra của mình là cái khí khác, còn cái kiểu của mình nó vẫn như này. À, nhưng mà mình sẽ không có cái bông tẩm dung dịch NaOH đặc nữa, được chưa? Nhá, mình sẽ không có cái bông này nữa. Rồi, bản chất vẫn là như thế. Yêu cầu là quan sát hiện tượng, viết phương trình hóa học và giải thích hiện tượng xảy ra. Thế thì cái hiện tượng của chúng ta vẫn là
khí sinh ra của chúng ta làm mất màu dung dịch, đúng không? Làm mất màu dung dịch BRO2 và dung dịch cam NO4, người ta đã nói rồi. Và đốt cháy thì cũng sẽ tỏa nhiều nhiệt. Thực ra cái khí sinh ra đấy chính là khí acetylen đấy các em. Được chưa? Hiện tượng của chúng ta là như này. Hiện tượng khí sinh ra làm mất màu dung dịch BRO2 và dung dịch cam NO4. Đó, còn khi đốt cháy khí thì tỏa nhiều nhiệt. Khi đốt cháy thì tỏa ra nhiều nhiệt. Giải thích cho cái hiện tượng này thì thực ra giống bên trên, nhưng chúng ta chỉ cần thay ethylene bằng acetylene thôi. Khí acetylene sinh ra từ phản ứng thủy phân đất đèn, đúng không? Acetylen của chúng ta thì nó có phản ứng với dung dịch bromide và dung dịch cam NO4. Acetylen phản ứng với dung dịch BRO2 và cam NO4. Cho nên nó sẽ làm mất màu hai cái dung dịch trên. Làm mất màu hai dung dịch trên. Cái thứ hai đó là khi đốt cháy, khi đốt cháy acetylen thì sẽ tỏa nhiều nhiệt, phản ứng tỏa nhiều nhiệt. Chúng ta có thể viết các phương trình hóa học như sau. Thứ nhất đó là khí acetylen được tạo thành từ phản ứng thủy phân đất đèn. Đất đèn của chúng ta là CaC2. Thủy phân tức là tan ở trong nước này. Sinh ra được C2H2, đây là acetylene ấy, cộng với CaOH tất cả hai lần. Cân bằng chúng ta có hai nước. Bây giờ acetylene của chúng ta là CH nối 3 với CH, đúng không? Nó tác dụng với dung dịch bromine. Ở đây thì phản ứng tối đa nó có thể phản ứng được với hai phân tử bromine, đúng không? Sinh ra được là CHBr2 nối đơn với CHBr2. Đó, BR2 của chúng ta có màu vàng nâu, vàng nhạt á, tức là màu kiểu nâu nhạt, chính xác là nâu nhạt, thì ra được cái sản phẩm này nó là không màu. Nếu như CH nối 3 với CH của cô tác dụng với CaMNO4 có mặt nước nhá. Đấy. Từ từ, nước của chúng ta sẽ điền sau đi. Nước của chúng ta điền sau nhé. Ở đây sẽ tạo ra được là cái này nó sẽ tạo thành cái gốc COOK tất cả hai lần. Đó, cộng với MNO2, cộng với KOH, cộng với nước ở đây. Rồi, chưa? Cân bằng thì cô có 8 ở MNO2, 8 ở CaMNO4. Vậy thì cô có 2 ở KOH, đúng không? 3 ở COOK nữa. 3 ở đây và 2 ở nước. Cuối cùng là phản ứng đốt cháy. C2H2 đốt cháy. Ra được CO2 cộng với nước. Cân bằng chúng ta có 2 CO2, 1 ở nước, đúng không? Tổng là chúng ta có 5 oxy, vậy thì ở đây là có 5/2. Được chưa? Cái phương trình này thì các em tự cân bằng nhé, hoặc là các em có thể tham khảo cũng được. Người ta cũng không hỏi đến đâu. Vậy là chúng ta đã xong cái thí nghiệm số 2. Chúng ta sang câu hỏi vận dụng số 2. Hãy trình bày cách phân biệt hex 1 in và hex 2 in
chứa trong hai lọ giống nhau. Thì bây giờ một chất là còn nối ba đầu mạch, một chất là còn nối ba ở vị trí carbon số 2, đúng không? Đây chính là ancl-1-in đầu mạch đấy, đúng không? Ancl-1-in đấy. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái phản ứng với AgNO3 trong NH3 thôi, được không? Đấy, bây giờ chúng ta phương pháp như này. Đánh số trước này, đánh số cho từng lọ bị mất nhãn. Sau đó chúng ta sẽ trích cái dung dịch ở trong mỗi lọ ra để chúng ta làm mẫu thử. Trích dung dịch. Bước số 2 đi. Trích mẫu thử từ mỗi lọ và đánh số tương ứng. Đánh số tương ứng. Đánh số như thế nào là tùy chúng ta thôi. Bước thứ 3 là nhỏ vài giọt dung dịch. AgNO3 trong NH3. Các em có thể viết dạng này hoặc viết dạng phức như ở trong sách cũng được nhé. Viết thế nào cũng được. Cho vào hai mẫu thử. Vào hai mẫu thử. Nếu như chúng ta thấy ở mẫu thử nào mà xuất hiện kết tủa vàng thì đó chính là HES1-in, đúng không? Nếu mẫu thử nào xuất hiện kết tủa vàng nhạt, xuất hiện kết tủa màu vàng nhạt thì đó chính là HES1-in. Đây là phản ứng đặc trưng của AncL-1-in mà, đúng không? Phương trình hóa học của chúng ta như sau. CH3 ở đây là CH2 3 lần, đúng không? Rồi, nối với C, nối 3 với CH. Thế thì cái thằng H này của cô nó sẽ bị thay thế bởi AG đây này. Hình đúng không? Cộng với AgNO3 cộng với NH3 sẽ ra được CH3 giữ nguyên, CH2 3 lần cũng giữ nguyên luôn. C này của cô cũng giữ nguyên, chỉ có cái thằng CH này thì chuyển thành CAG thôi. Cộng với NH4NO3. Ở đây thì phản ứng của chúng ta đã cân bằng rồi, được chưa nào? Đây chính là kết tủa đây này. Đây, nó thế H bằng AG. Đây chính là kết tủa vàng, đúng không? Đây, kết tủa vàng. Đó. Rồi còn lại thì nó sẽ là HES2-in, đúng không? Tức là mẫu thử. Mẫu thử không có hiện tượng là HES2-in. Xong câu số 2. Chúng ta sang câu hỏi thảo luận số 9 là viết phương trình hóa học của phản ứng cháy hoàn toàn các ancan, anken và ankin ở dạng công thức tổng quát, so sánh tỷ lệ số mol carbon dioxide và nước tạo ra cho các trường hợp trên. Thực ra cái này là cô cũng đã cho các bạn ghi rồi đấy, đúng không? Bây giờ chúng ta ghi lại nhé. Đối với ancan nào. Ancan. Thì phương trình hóa học của chúng ta đó là gì? CnH2n+2, đúng không? Tác dụng với O2 sinh ra được CO2 và nước. Cân bằng cô có N ở CO2, 2N+2 H thì cô có N+1 ở nước. Vậy thì ô của cô là 2N+N+1 là 3N+1 chia 2. Vậy thì chúng ta sẽ rút ra được cái tỷ lệ số mol của CO2 và nước tạo ra là bao nhiêu nhỉ? À, là như thế nào? À, số mol của nước lớn hơn số mol của CO2, đúng không? Số mol của nước, số mol của CO2 chia số mol nước. Đây, người ta so sánh tỷ lệ số mol CO2 và nước mà. Chia số mol của nước thì có phải là bằng N chia cho N+1 không?
đúng chưa? Ở đây nó nhỏ hơn, nhỏ hơn 1. Hoặc là chúng ta có thể suy ra được là n của CO2 nhỏ thua n của nước. Tiếp tục sang anken. Anken có công thức chung là CnH2n. Khi đốt cháy thì cũng cho ra được CO2 và nước. Cân bằng mình có n ở CO2, n ở nước, đúng không? Vậy thì mình sẽ có 3n trên 2O2. Chúng ta sẽ suy ra được là tỷ lệ số mol của CO2 chia số mol của nước bằng n chia cho n bằng 1. Vậy thì có phải là số mol của CO2 bằng số mol của nước không? Đúng không các em? Đó. Tiếp tục với ankin nào. Thì mình có công thức chung là CnH2n-2 tác dụng với O2 cũng sinh ra được CO2 và nước. Cân bằng cô có n ở CO2 này. 2n-2 thì tức là có n-1 ở nước. Cân bằng O2, cô có 2n cộng n-1 tức là 3n-1 chia 2. Vậy thì ở đây cô có tỷ lệ số mol của CO2 chia số mol của nước có phải bằng n chia cho n-1 không? N lớn hơn n-1, vậy cái tỷ lệ này nó sẽ lớn hơn 1. Hay chúng ta suy ra là nCO2 lớn hơn n của nước. Xong câu số 9 nhé. Vậy tức là khi mà chúng ta đốt ankan thì chúng ta sẽ thu được số mol nước lớn hơn số mol CO2. Đốt anken thu được số mol nước bằng số mol CO2. Còn đốt ankin thì chúng ta thu được số mol CO2 lớn hơn số mol nước. Đó là câu số 9. Chúng ta sang giải quyết câu hỏi số 5. Câu hỏi luyện tập. Ở nhiệt độ cao và có mặt của dung dịch sulfuric acid đặc ethanol có công thức là CH3CH2OH bị chuyển hóa thành ethylene và nước. Đây chính là cái phản ứng thí nghiệm trong thí nghiệm 1 đấy. A là viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. B là vì sao cần dẫn khí từ ống nghiệm điều chế ethylene qua ống chứa có màu bông tẩm dung dịch NaOH đặc. Đây này, tức là ở cái đoạn này khi mà mình sinh ra được cái khí ethylene thì mình dẫn qua cái ống này có tẩm bông có bông tẩm dung dịch NaOH đặc để làm gì? Cái vai trò của cái bông này làm gì? Rồi bây giờ chúng ta sẽ trả lời từng câu một nhé. A, viết phương trình hóa học xảy ra quá dễ rồi, đúng không? Phương trình hóa học. Đây là phản ứng tách nước của ethanol. CH3 CH2 OH đi qua H2S4 đặc có nhiệt độ thì thu được là ở đây tách nước đúng không? Thì tức là tách HOH. Vậy thì chúng ta còn là CH2 nối đôi CH2 cộng với nước. Phương trình đã cân bằng rồi nha. Câu B này. Vì sao cần dẫn khí từ ống nghiệm điều chế khí ethylene qua ống có chứa màu bông tẩm dung dịch NaOH đặc? Cái quá trình mà chúng ta điều chế khí ethylene ấy, thì nó sẽ có thể có lẫn những cái tạp chất khác, ví dụ như là CO2 hoặc là SO2 chẳng hạn. Cho nên là để mà thu được cái khí ethylene tinh khiết thì người ta sẽ dẫn cái khí đó qua cái ống có chứa bông tẩm NaOH đặc, mục đích là để các cái tạp chất SO2, CO2 nó sẽ phản ứng với NaOH đặc để sinh ra muối. Đúng không? Đấy, thì nó không lẫn vào các cái khí, nó không lẫn vào khí ethylene chúng ta cần thu được. Và cái thứ hai đó là do là khí ethylene của chúng ta nó không phản ứng với dung dịch NaOH đặc, cho nên mình có thể dùng cái bông để tẩm NaOH đặc thu những cái tạp chất. Hình đúng không? Từ đó mình sẽ thu được ethylene tinh khiết thôi. Chúng ta trả lời như sau nhé. Quá trình. Thôi, cũng trả lời luôn vào vấn đề nhá. Tức là cần dẫn khí từ ống nghiệm điều chế ethylene qua ống có chứa màu bông tẩm dung dịch NaOH đặc vì hai vấn đề. Thứ nhất, đó là NaOH đặc có thể hấp thụ, có thể phản ứng hấp thụ đi, có thể hấp thụ các chất khí tạp chất,
các chất khí, tạp chất, ví dụ như là CO2 hoặc là SO2 vân vân. Đấy. Cái thứ hai đó là do ethylene không phản ứng với NaOH đặc. Đó, do đó ta thu được ethylene tinh khiết. Đây là hai cái lý do của chúng ta. Đi chưa nào? Câu số 5. Sau đây thì chúng ta sẽ sang phần 45 mã là ứng dụng và điều chế alken ankin. Đi vào phần 1 nhỏ là phần ứng dụng. Alken của chúng ta thì có những cái ứng dụng, ví dụ như là điều chế hay là tổng hợp những cái polymer từ cái phản ứng trùng hợp ấy để làm bao bì này, các cái chất dẻo, chất nhựa, đúng không? Đấy, chất dẻo hoặc là ni lông vân vân. Hoặc là alken của chúng ta có một cái chất điển hình là ethylene CaH4. Đấy, thì cái chất khí ethylene này nó có khả năng làm cho quả mau chín, làm cho cây mau già. Tức là khi mà chúng ta giấm quả thì chúng ta có thể là cho thêm một cái quả cà chua chín vào, thì quả cà chua chín nó sẽ sản sinh ra nhiều ethylene hơn, nó sẽ làm cho những cái quả xung quanh nó chín nhanh hơn ấy. Em hiểu không? Đấy, tức là làm cho cái trái cây nó nhanh chín hơn. Đấy là cái ứng dụng của alken. Còn acetylene hay là những cái alkin khác, ví dụ như là acetylene đi, thì nó sẽ được sử dụng để tổng hợp các cái chất hữu cơ có vai trò quan trọng, ví dụ như là các cái vật liệu polymer. Đấy, dùng làm bao bì, keo dán, màng đệm vân vân. Hoặc là một cái ứng dụng cũng khá quen thuộc của acetylene, đó là làm đèn xì acetylene. Giờ dùng để hàn cắt kim loại. Đó. Các em có thể tham khảo nhé. Sang phần thứ hai, đó là phần điều chế. Điều chế thì mình cũng sẽ đi nghiên cứu vào điều chế hai thằng alken và ankin điển hình thôi. Ở đây cô sẽ viết về hai cái phản ứng điều chế, hai cái phần điều chế của ethylene và acetylene thôi. Đối với ethylene này, thì nếu như trong phòng thí nghiệm thì chúng ta sẽ tách nước từ ancol, đúng không? Tức là đi từ CH3 CH2OH, tách nước có xúc tác H2SO4 đặc và nhiệt độ ra được CH2 nối đôi CH2 cộng với nước. Đó. Còn trong công nghiệp thì sao? Trong công nghiệp thì alken hay là ethylene nói chung nó sẽ được điều chế từ phản ứng cracking. Đấy. Từ phản ứng cracking alken. Chúng ta có thể lấy ví dụ alken bất kỳ nhá. Được chưa? Rồi. Đối với acetylene ở trong phòng thí nghiệm thì người ta sẽ điều chế acetylene bằng cách là người ta thủy phân đất đèn, tức là cho CaC2 tác dụng với nước. Ở đây sẽ sinh ra được C2H2 chất khí cộng với CaOH tất cả hai lần, cân bằng có hai nước. Trong công nghiệp thì người ta sẽ đi nhiệt phân metan ở điều kiện là nhiệt độ 1500 độ C và làm lạnh nhanh. Khi đó người ta sẽ thu được CaH2 và hydrogen. Thì đây là cái phương pháp hiện đại nhất bây giờ dùng để điều chế acetylene trong công nghiệp. Nhiệt phân metan CH4 ở 1500 độ C và làm lạnh nhanh, thu được C2H2 và H2. Cân bằng cô có 2 ở CH4 và 3 ở H2. Các em tham khảo các cái quá trình điều chế nhé. Bây giờ chúng ta có thể sang trả lời cái câu hỏi vận dụng số 3 này. Câu hỏi vận dụng số 3: thực vật có xu hướng sinh ra nhiều ethylene hơn khi bị thương tổn hay gặp điều kiện bất lợi,
ví dụ như là hạn hán, ngập úng, vân vân. Vì sao khi bày bán trong siêu thị, rau thường được chứa trong các túi ni lông có lỗ? Thì ở đây chúng ta đi siêu thị chúng ta thấy đúng không? Rau thường được chứa trong các túi ni lông có lỗ, mục đích là để tránh tích tụ những cái khí ethylene do rau sinh ra. Thì như vậy nó sẽ giúp rau được tươi lâu hơn, không bị úa và hư hỏng. Hình đúng không? Vậy chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như sau. Khi bày bán xong siêu thị, thì rau thường được chứa trong các túi ni lông có lỗ. Rau thường được chứa trong các túi ni lông có lỗ để tránh tích tụ khí ethylene. Do rau sinh ra. Giúp cho rau tươi lâu hơn. Không bị úa và hư hỏng. Bởi vì là khí ethylene thì nó sẽ sinh ra nhiều hơn khi mà nó sẽ gặp cái điều kiện bất lợi, đúng không? Đó. Thì nếu như chúng ta bịt kín thì có phải là một cái điều kiện bất lợi không? Đó. Đấy là câu số 3 nhé. Vậy là chúng ta kết thúc phần lý thuyết. Các em có thể tham khảo cái sơ đồ tư duy đơn giản ở bên dưới về alken và ankin. Lại ôn lại một chút cho cô ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập để làm nốt 5 bài tập này. Chúng ta bắt đầu với bài tập 1, đó là viết công thức cấu tạo của các chất có tên dưới đây. Nào, chất A. Cô sẽ viết lại tên nhé. Pentyl 2N. Pentyl 2N, vậy có phải mạch chính của chúng ta là mạch 5 carbon không? 1, 2, 3, 4, 5. 2N tức là vị trí carbon số 2 còn nối đôi. Bây giờ điền H. Đây là H3, H2 và H3. Câu B. 2-methyl-butyl-2N. Vậy thì có phải mạch chính của mình là butyl tức là 4 carbon không? 1, 2, 3, 4. Đúng không? Ở vị trí carbon số 2 chúng ta có nhánh methyl. Đây, carbon số 2 đây. Ở vị trí carbon số 2 lại có một liên kết đôi nữa. Đây. Bây giờ chúng ta điền H. Đây là H3. C này đủ rồi, không cần điền H nữa. Đây là H3. H và H3. C. 3-methyl-butyl-1-in. 3-methyl-butyl-1-in. Ở đây là liên kết 3 đấy, đúng không? Vậy mạch chính của chúng ta vẫn là 4 carbon butyl đây. 4 carbon. Ở vị trí carbon số 3 thì chúng ta có nhánh methyl đúng không? 1, 2, 3. Nhánh methyl ở đây. CH3. Ở vị trí carbon số 1 có liên kết 3. Carbon số 1 đây. Bây giờ chúng ta điền H. H ở đây. C này đủ hóa trị rồi. C này còn thiếu 1. C này thiếu 3. Chất D. 2-methyl-propen. Propen à? Thì mình sẽ có từ viết tên đã nhá. 2-methyl-propen. Propen thì mình có mạch là 3 carbon, đúng không? Ở vị trí carbon số 2 là mình có methyl. CH3 ở đây. Nối đôi thì điền ở đâu cũng được. Nối đôi nếu như nó chỉ có một vị trí điền thì chúng ta sẽ không đọc số lên, đúng không? Không đọc vị trí làm gì cả. Điền H nhá. Ở đây là có H2 này. C này đủ hóa trị rồi. C này thiếu 3H nữa. Xong bài 1 các em nha. Bài số 2 là viết công thức cấu tạo của sản phẩm chính tạo thành trong các phản ứng dưới đây. Chúng ta có 3 phản ứng. A.
Viết lại nha. CH nối 3 với CH cộng với 2H2. Xúc tác có niken. Nhiệt độ, đúng không? Ở đây nếu như cộng với 2 phân tử H2 thì chất của chúng ta tạo thành là một hydrocarbon no, tức là CH3 nối với CH3. Phản ứng B nhé. CH3 C nối 3 với CH cộng với 2 phân tử HBr. Cái này là phải xem lại đây, đúng không? Đây là tác nhân HX, tác nhân bất đối xứng. H sẽ ưu tiên cộng vào C có nhiều H hơn, thì cái liên kết bội của chúng ta ở đây, đúng không? Thì H của chúng ta sẽ ưu tiên cộng vào đâu? H sẽ ưu tiên cộng vào đây. Chỗ này có nhiều H hơn so với chỗ này mà, đúng không? Vậy sản phẩm của chúng ta sẽ là CH3. C, nếu như H vào cộng vào bên này thì Br sẽ phải cộng vào cái phần C này. Tức là C ở đây là có Br. Đây là ở đây của chúng ta là 2 phân tử, đúng không? Thế thì ở đây của cô là 2Br cơ, đúng không? Còn ở đây của cô là cộng với 2H luôn, là CH3. Nó ra một cái chất no luôn đấy, đúng không? Đấy, đây là sản phẩm chính nhé. Phản ứng C nào. CH nối 3CH cộng với 2Br2. Đây là tác nhân đối xứng thì quá là đơn giản, đúng không? Cộng hết thành liên kết đơn thì ở đây sẽ là CHBr2 và CHBr2. Đơn giản vậy thôi. Đấy là câu số 2. Câu số 3, trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các khí ethan, ethylen và acetylen. Một thằng là ancan, một thằng anken và một thằng ankin. Dễ rồi, đúng không? Rồi. Đầu tiên đó là chúng ta dẫn lần lượt từng khí. Từng khí qua dung dịch AgNO3 trong NH3, mục đích là để nhận biết thằng acetylen này này, đúng không? Qua dung dịch AgNO3 trong NH3. Đấy. Nếu thấy xuất hiện cái tủa vàng, vàng nhạt thì cái khí tương ứng sẽ là acetylen, được chưa? Phương trình hóa học của chúng ta là gì? CH nối 3 với CH tác dụng với AgNO3 trong NH3 sinh ra được kết tủa là CAG nối 3 CAG cộng với muối NH4NO3. Các em có thể viết dạng phức giống như ở trong sách giáo khoa đã ghi cũng được, tùy các em thôi. Thì cô quên ghi dạng này thì cô viết biết cái phương trình dạng này nha. Cân bằng thì cô có 2 ở AgNO3, 2 ở NH3 và 2 ở NH4NO3. Xong. Bước thứ hai, sau khi đã nhận được acetylen rồi thì chúng ta sẽ đi nhận hai cái khí còn lại. Tức là chúng ta sẽ dẫn hai khí còn lại qua dung dịch Br2. Nếu thấy cái dung dịch Br2 của chúng ta bị mất màu, tức là cái khí nào, nếu khí nào làm mất màu dung dịch Br2 thì các em suy ra đấy là khí ethylene. Phản ứng của chúng ta như sau. CH2 nối đôi với CH2 cộng với một phân tử Br2, đúng không? Sinh ra được CH2Br nối với CH2Br. Đó. Đương nhiên cái khí còn lại của chúng ta không có hiện tượng gì, chỉ sẽ là ethan. Khí còn lại không có hiện tượng gì. Là ethan.
Đó, vậy là chúng ta đã nhận biết được acetylen này, ethylen và ethan. Câu hỏi số 4, cho các đoạn mạch polymer như ở dưới đây, mình có bốn cái đoạn mạch polymer như này. Rất là khó nhìn đúng không? Viết phương trình hóa học tổng hợp các polymer đó từ các alken tương ứng. Ở đây cô sẽ viết lại các cái công thức của mạch polymer và cô sẽ tô cho các em thấy đâu là monomer nhé. Ở đây cô có ghi lại, cô có dán lại cái công thức của bốn cái polymer. Đấy, các em có thể nhìn. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là ở cái chất A, chúng ta sẽ xác định monomer bằng cách là chúng ta thấy những cái phần nhỏ nhỏ nó giống nhau ấy. Đấy là monomer. Ví dụ như phần A này của cô đều là CH2 nối với CH2 các thứ đúng không? Thì đây sẽ là monomer của cô. Đó. Đây sẽ là monomer. Bởi vì chúng ta biết đấy, các cái polymer này nó đều tổng hợp từ các alken đúng không? Cho nên chúng ta monomer của chúng ta không thể là CH2 được đâu. Đúng không? Bởi vì các alken của chúng ta là bắt đầu từ C2 cơ mà. Đúng chưa các em? Đấy. Vậy thì ở đây cái phản ứng tổng hợp của cô sẽ là gì? Monomer của cô ở chỗ này nó là, đây, monomer ở đây là CH2 nối đôi với CH2. Monomer là CH4 đấy, đúng không? Thế thì phản ứng tổng hợp của cô như sau: CH2 nối đôi CH2 đi qua nhiệt độ xúc tác áp suất sinh ra được CH2 liên kết với CH2. Đây, các mắt xích liên kết với nhau, N mắt xích. Thì ở đây là N monomer. Ổn không? Đây là chất A nhá. Chất B này mình cũng sẽ xác định như sau. Chất B thì các em thấy cái gì đây? À, có CL hả? Vậy thì mình sẽ nhìn thấy cái này của mình là một monomer này. Đúng chưa? Đó. Các em thấy những cái phần này giống nhau không? Thế thì đây chính là monomer của chúng ta. Tức là monomer của chúng ta đang là CH2 nối đôi với CHCl. Được chưa? Phương trình của chúng ta như sau: CH2 nối đôi với CHCl có điều kiện nhiệt độ xúc tác và áp suất thì CH2 sẽ liên kết với CH đúng không? Đấy, Cl của cô phải bẻ xuống đây thì nó mới đảm bảo hóa trị được. Các mắt xích liên kết với nhau thì mình sẽ có N monomer ở đây. Được chưa? Còn đây là người ta viết ở cái dạng công thức đầy đủ ấy. Người ta viết tất cả liên kết H ra mà. Ở đây là cô viết gộp. Được chưa? Các em thích viết tách ra cũng được, chẳng sao cả. Đấy là chất B nhá. Chất C nào, xác định chất C cho cô. Thì monomer của cô ở đây là gì? À, monomer của cô là cái phần này. Đó, cái phần này. Được chưa? Các em phải nhìn thấy những cái phần giống nhau nha. Thế thì ở đây monomer sẽ là CH2 nối đôi với CH3 ở đây. Thì phương trình của chúng ta như sau: CH2 nối đôi với CH, ở đây là CH3, nhiệt độ xúc tác áp suất sinh ra được CH2 liên kết với CH đúng không? Ở đây vẫn là nhánh CH3. Các monomer liên kết với nhau thành các mắt xích. Đặt N ở đây. Xong chất C nhá. Bây giờ mình xuống chất D nào. Nào, chất D của chúng ta thì xác định giống như cái chất A đâu. Đây, thì monomer của chúng ta đây. Nó phải xuất phát từ những cái thằng mà có liên kết đôi cơ mà, đúng không? Thì không thể nào mà một C được đâu. Đấy, vậy monomer của chúng ta chính là CF2. CF2. Phương trình hóa học như sau: CF2 nối đôi CF2, nhiệt độ xúc tác áp suất ra được CF2 liên kết với nhau thành các mắt xích, đúng không? N, đơn giản đúng không? Đấy là câu số 4 nhé. Câu cuối cùng, câu số 5: trong một phương pháp tổng hợp polyethylene, tức là PE, các phân tử ethylene đã được hòa tan trong dung môi phản ứng với nhau để tạo thành polymer. Có thể sử dụng methyl alcohol, nước, cyclohexan hay H1N làm dung môi cho phản ứng trùng hợp PE được không? Và giải thích. Thì trong các cái loại dung môi này, chúng ta sẽ có thể sử dụng methyl alcohol, cyclohexan
Đấy, để làm dung môi cho phản ứng tổng hợp PE. Lý do thì cô sẽ hướng dẫn cho các em. Đây, đầu tiên nha. Có thể dùng methyl alcohol. Hoặc là cyclo. Hexan. Làm dung môi. Cho phản ứng trùng hợp PE tổng hợp. Cho phản ứng tổng hợp. À, theo các em là vì sao? Vì là ethylene của chúng ta hòa tan tốt trong các cái dung môi này, đúng không? Đây là những dung môi hữu cơ. Đấy, hòa tan tốt trong các dung môi trên. Vậy thì những dung môi còn lại tại sao lại không thể dùng làm dung môi trong phản ứng này được? Thứ nhất là nước, đúng chưa? Không thể dùng nước. Làm dung môi cho phản ứng này. Cho phản ứng tổng hợp PE. Vì ethylene của chúng ta đâu có hòa tan được trong nước, đúng không? Vì ethylene không hòa tan trong nước. Thế thì làm dung môi làm sao được? Hay là dung môi thì hòa tan chất tan chứ, đúng không? Rồi, thứ hai đó là H1N. Tại sao không dùng được H1N? Mặc dù là cái này của chúng ta là một dung môi hữu cơ đấy, đúng không? Là một chất hữu cơ. Bởi vì là H1N của chúng ta có thể hòa tan được ethylene. Nhưng mà vấn đề là H1N của chúng ta lại tham gia được phản ứng trùng hợp các em ạ. Bởi vì cái này nó cũng là alken mà, đúng không? Thế thì làm sao mà chúng ta tổng hợp được PE được? Chúng ta sẽ còn phải ra được một cái polymer khác nữa không? Đúng không? Không thể dùng. H1N làm dung môi cho phản ứng tổng hợp. PE. Vì H1N sẽ có thể tham gia phản ứng trùng hợp. Sẽ tham gia phản ứng trùng hợp trong điều kiện này, đúng không? Mặc dù là nó hòa tan ethylene đấy, mặc dù H1N có hòa tan ethylene, nhưng mà chúng ta cũng không dùng được. Đó, được chưa nào? Cho nên là nếu như dùng H1N mà làm dung môi thì chúng ta sẽ thu thêm được polymer khác ngoài PE. Do đó, nếu dùng H1N làm dung môi cho phản ứng tổng hợp PE thì ta sẽ thu thêm polymer khác ngoài PE. Đây cũng là câu hỏi cuối cùng của bài ngày hôm nay. Về nhà các em xem lại phần kiến thức cốt lõi này cho cô và làm thêm bài tập để củng cố kiến thức ngày hôm nay nhé. Các em có thể lên web, lên YouTube để xem các bài giảng khác của lời giải hay.com. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo.